Hiện giờ á, tất cả dân tộc Việt Nam 6 triệu người hải ngoại, 100 triệu dân trong nước, không có nên coi ngày hôm nay là ngày đen hay ngày đỏ, ngày ăn mừng hay ngày quốc hận gì hết. Đó là một cái GPS, một cái đường đi mà Thượng Đế và các chư vị Phật Thánh Tiên đã đặt cho chúng ta để đưa nước Việt thành một nước cường quốc, thì nó phải có cái khổ một chút rồi mới tới cái sướng. Thì lúc đó không nhờ 30 tháng 4 làm gì, hải ngoại có 6 triệu người, thì hải ngoại lấy gì gọi là ngày quốc hận, đúng không? Mình phải cảm ơn Hồ Chí Minh mới đúng. Mình phải cảm ơn chiếc xe tăng ủi cổng dinh độc lập mới đúng. Còn ở trong quốc nội không có gọi, không có cái gì gọi là ngày ăn mừng mà chạy ngoài đường hết. Trong cái đảng Cộng sản đã thôn tính nước Việt gần 80 năm, là một cái đảng dốt, không có làm cái gì cho dân tộc, chỉ lấy tài nguyên của dân tộc và bán nước cho Trung Cộng. Và đồng thời hàng năm 6 triệu người ở hải ngoại gửi về mấy chục tỷ đô la để cho họ tham nhũng. Chả họ chẳng có làm xây dựng của một nước Việt một cái gì gọi là tiến bộ. Nước Việt một nước văn minh, đúng ra còn hơn Nhật nữa. Mà hôm nay để bị thụt lùi thua miên, một cái nước thấp trí tuệ hơn mình. Thì ở trong nước không có lý do gì gọi đó là ngày ăn mừng hết, đúng không? Tất cả cái kênh này mấy đứa Việt Nam suy nghĩ đi con. Nếu không có Việt Kiều về á, mà con chẳng biết chocolate là gì á, thì gọi làm sao gọi ăn mừng. Cho nên từ nay phải xóa sổ đen và trắng, vui và buồn. Đó là một cái khúc ngoặt của một dân tộc sắp sửa thành một cường quốc. Thì Thượng Đế phải cho chút xíu, giống như giờ con muốn có mấy sò phải tập tạ một chút vậy đó, thì chịu khổ một chút, nhưng mà sau này sẽ quy hoàng. Ở trên tính cho chúng ta rất là tinh vi, và không bao giờ để dư và thiếu, và cả thời gian cũng rất là chính xác. Trở lại thời gian chút, rồi lúc đó mình mới trở lại 34 bữa nay mình nói hai đề tài. Thì những cái thiên tai ngày hôm nay là ở núi Cấm, lửa cháy phùng phừng, cái đó không phải là cháy tự nhiên, đó là Long Thần hộ pháp đã đốt và để cảnh cáo dân ở vùng đó là Phật Thánh Tiên sắp ra đời. Vì ở chỗ đó chỉ có mê tín, không có tu tập, cho nên cái đó chỉ là cảnh cáo thôi, cũng chưa phải là ba tiếng sấm nổ mà núi Cô Tô cháy và phùng phừng lửa như vậy. Nó sẽ có ba tiếng sấm nổ, đó là đêm 3 ngày 3 đêm mưa liên tục, và những cái tiếng sấm sét hàng trăm cây số cả Sài Gòn cũng phải nghe, thì mới gọi là tiếng sấm cuối cùng. Mà ngày xưa phụ những cái clip cũ phụ nói là 2 tiếng còn 1 tiếng. Thì trong những ngày kế tiếp nó sẽ có 3 ngày 3 đêm mưa và sẽ có tiếng sấm nổ khủng khiếp. Thì cái đó là cái cuối cùng khi mà phụ về nước Đức Thầy xuất hiện. Còn hiện giờ núi Cô Tô cháy là do để mà tẩy sạch những cái ô trược ở đó, chỉ có lửa mới tẩy những cái ma quỷ tà ở đó. Chứ bây giờ phụ dẫn 6 triệu người Việt Nam mà xưa đó đứa nào cũng bị trúng bùi trúng ngải khù khù gật gật, làm gì mà có đầu óc minh mẫn mà giúp sư phụ để mà gây dựng một quốc gia mới. Cho nên chúng ta phải là người siêu trí tuệ chất xám, mà ngày xưa cha và đức thầy các vị Phật Thánh Tiên rất là đặt lòng tin ở nơi chúng ta. Cứ vững lòng tin với cha, vững lòng tin với đức thầy, vững lòng tin với sư phụ, vững lòng tin với thiên tâm. Đó là nói về thêm nữa. Khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8 nó sẽ có những cái trận lũ lụt và nước mặn. Cái đó chỉ là mới khởi nguồn thôi. Thì nước Việt á, chắc sẽ khổ và khổ thêm. Ai mà khôn á, hôm nay á, dự trữ lương thực, nước uống. Tại vì cái này chỉ mới có khai màu thôi là đã vậy rồi. Trong những ngày kế tiếp nó còn đói khổ nữa. Kinh tế dĩ nhiên là đi xuống. Tại vì chính trị hỗn độn thì nền kinh tế chẳng có ai mà dám tới làm ăn. Còn riêng đốt củi, đốt lò, bữa nay bác Dương Đình Huệ mình đi về trồng rau hay là đi về massage cho Hương Trầm ở nhà sướng hơn nữa, vô đó xô bồ quá, bữa nay chắc ông mừng lắm, về nhà chắc đãi tiệc với Hương Trầm. Thì sẽ có những người kế tiếp sẽ đốt củi tiếp, nước Việt vẫn còn tiếp tục đốt củi trong bộ chính trị. Nó sẽ không có yên ổn cho đến khi nào Phật Thánh Tiên xuất hiện, Minh Dương xuất hiện thì tự nhiên nó ổn định. Minh Dương chịu quốc, thế giới mới bình an.
nó phải có những cái xáo trộn thì nó có những cái hòa bình trong tương lai. Còn ở bên thế giới bây giờ giống như bên bên Ả Rập lũ lụt, mấy con thấy trên hình đó, đó là gì? Mấy vị đã báo trước bữa hổm Nhật Thực hai cái đó, cả cái trái đất này đều là trời Phật trước khi làm gì chúng ta đều có warning hết, có cảnh cáo hết. Cũng như cái thời tận thế này, cha thương nhân loại 8 tỷ người, cha cho phụ xuống đây nói chuyện 5 năm trời, nói cái gì cũng trúng. Ông Trump vẫn hiên ngang vô Nhà Trắng, khi ông Trump vô là thế giới này không còn cộng sản, nên nhớ điều đó. Ông là khắc tinh của đại đại cộng sản, ông ghét nhất là búa liềm á. Nên lúc nào thuận thiên thì giả tồn, nghịch thiên thì giả dòng, nên nhớ. Những người nào biết được tiên cơ thì lập cơ đồ. Nhờ biết được tiên cơ là nhờ với thiên tử nói những sự thật tiên cơ. Khi lập được cơ đồ là lập được công, công đức cho quốc gia, và cho dòng họ mình, cho con cháu mình được hạnh phúc, giàu có. Thiên tướng kiệt này chẳng ai ăn ai xu nào, chỉ mang lệnh trời xuống để mà lo cho nhân loại. Nào, kiếm thù ba cái nhang được không? Đốt luôn. Tiếng nước Việt này từ xưa tới giờ chưa có xin ai sen nào, chỉ tốn hơi tốn sức. Mỗi sáng thức dậy ngồi thiền đều thương tưởng nhớ nước Việt, phải làm sao cho bớt sự chết chóc, phải làm sao cho sớm ổn định lại an ninh trật tự cho nước Việt, cho dân chúng có cơm no áo ấm, cho kinh tế nước Việt đi lên trở lại. Cho nên ngày nào tuy là ở ngoài nhìn thì thấy là không có giúp gì được, nhưng mà thật sự ba cái nhang rất là nhiệm màu. Khấn đâu là được đó, xin đâu là được đó. Nhưng mà người thường thì cứ không có biết trân trọng. Nhưng mà người hiểu chuyện thì phải bái phục. Ba cái nhang này đã suy chuyển nước Việt từ đảo chánh chết hàng triệu người, quân đội và công an, nhưng mà hôm nay không còn. Thì cũng là nhờ kiệt này. Cho nên những cái chuyện kiện này làm chỉ có bề trên nhà âm thầm biết, con người phàm không biết thì dựa cọc mà nghe, đừng có dễ voi, dễ đuôi, dễ đầu, dễ chân, dễ lỗ tai để mà phạm thượng, rồi sau này mất đi cái duyên cái phước mà uổng một đời người. Ở đây không có súng đạn, không có vũ khí, nhưng mà ở đây chỉ là nơi thánh địa. Và ở nơi đây có con của Thượng Đế, và ở đây có Thượng Đế, ở nơi đây có Phật, và có những người có tấm lòng chân thành, thành tâm mới lên núi này ngồi. Những người mà không có đủ duyên khó mà lên đây ngồi lắm á. Ba cái nhang này là ba cái tòa tháp Thượng Kiều. Bữa nay bà Trương Mỹ Lan á, mới ngày hôm qua tôi khấn cho bà rồi đó, cho nên tôi nói trước hôm nay máy video quay bà thiếu tôi ba cái nhang. Bà Trương Mỹ Lan sẽ không có bị chết, trên hứa rồi. Sư phụ đã khấn. Thì cho nên ba cái nhang để cho bà thấy là bà không có bị chết. Mà giờ bữa nay bà bị tự chết phải không? Đó là cái phước của bà. Có người qua đây, đích thân qua đây gặp sư phụ nhờ, thì sư phụ phải làm. Tại vì từ bi thì khấn. Chứ sư phụ cũng chả có quen với bà, cũng chẳng có ăn nhậu gì. Nhưng mà ai mà muốn sư phụ làm cái gì đó, người đó phải đích thân tới khởi cái tâm. Chứ xuống trần á, lo cho đại chúng, lo cho thế giới, lo cho cả một nước Việt, không có rảnh đâu mà nhiều chuyện. Nhưng mà ba cái nhang có thể sinh được một mạng người, mà sinh luôn cả những cái người dưới tay của bà nữa. Cho nên ba cái nhang này của bà Trương Mỹ Lan lúc trước sinh cho bà Rồng Lửa, bây giờ tới bà Trương Mỹ Lan. Tối ngày cái sinh cho mấy người cốt tiên không à, xuống trần cái mời tiền cái quên hết trơn. Những người này ở cõi trời không à, coi cốt quá rồi. Đó là chuyện vòng vòng chút xíu. Trở về chuyện 30 tháng 4 mà ngày mà chiếc trục thăng cuối cùng chở người đi từ nóc lãnh sự quán của Mỹ á, thì ngày đó người ta gọi là ngày đau thương, nhưng mà trong mắt của Kiệt á, ngày đó là ngày thật sự là về nước Việt tẻ ra một cái hướng mới,
để mà từ từ đưa đất nước trở về hùng cường giàu mạnh. Bây giờ mấy con nghĩ nghe, ở nước Việt Nam thí dụ như có một đống dầu hỏa như ở Ai Cập, Iran, nó có bằng 6 triệu người thông minh, có bằng sáng chế thế này nọ, rồi hàng con hàng cháu cũng lớn lên ở đây có bằng đại học, cái nào quý hơn vậy? Cái bằng cấp ở đây chắc xám là quý nhất. Cứ thay phiên nhau về xây dựng nước Việt tương lai. Đó là ngày xưa mấy vị nói, đó là một kho tàng vô giá. Nhưng mà bây giờ cái đảng Cộng sản nó không có cái phước để nó hưởng cái đó. Sau này một cái thể chế mới đứng lên thì tất cả 6 triệu người Việt, người Việt Nam người nào cũng vậy, từ đứa nít 4 tuổi mà ra đường mà nó gặp thằng Mỹ mà nói nó tiếng Việt thôi nó cũng quýnh lên nữa. Đó là tinh thần dân tộc, đã nằm trong bụng mẹ chưa có khi chào đời đã là yêu nước rồi. Nó còn có thấy không? Thằng con cho hộ vô trường ai mà đụng nó chữ Việt là nó sực liền á, nó biết gì. À mà đụng tới mà chữ Việt Nam là nó đặt kênh này. Thì cái tinh thần dân tộc chúng ta rất là cao và cường. Con cháu lạc hồng mà, đâu phải dừa, con rồng cháu tiên mà. Có những người, có những đợt đi trước 75 qua Mỹ, lai rai. Sau đến 75 thì di chuyển ra Đại Thất Hàm Đội. Rồi có một số bay máy bay bay thẳng qua Thái Lan hay là Phi hay là Đảo Guam. Ở trong đó có một chiếc Bobo của bà Mai Phương chở ba đứa con đi từ Vũng Tàu. Rồi một đứa đi tiểu lọt xuống biển và hai đứa còn sống. Rồi bà lấy cái áo cọc xê bà quơ quơ. Thì bà thấy chiếc hết xăng á, thì lúc đó chiếc thuyền buồm mà đi từ Hồng Kông á, là của nữ hoàng Elizabeth. Thì thấy có một người cầu cứu, thì chiếc thuyền đã cứu. Thì nhờ có sự mầu nhiệm đó, thì nữ hoàng Anh mới ra lệnh cho chính phủ Mỹ phải bảo lãnh tất cả thuyền nhân tị nạn ở khắp cả Đông Nam Á ra khỏi các trại tị nạn. Đó là nhờ cái áo cọc C mà mới có 6 triệu cho miền hôm nay. Sau này lịch sử sẽ ghi bả có công. Cho nên đừng có tưởng áo cọc C chỉ là pha cà phê giống như là 30 tháng 4 mà mấy ông vô mà pha cà phê đâu. Nó có giá trị cao hơn á. Cười. Trời ơi, không nói chuyện vui. Thì những cái đợt đầu tiên là những cái ngày tháng đó. Rồi cứ vần vần ai có tiền thì cứ chui. Chiếc vỏ giọt cũng đi được, chiếc xuồng ba lát cũng đi được, chiếc ghe tâm bản cũng đi. Không phải là ghe được biển, cũng phải đi biển. Nghĩa là đi mọi cách, đi dài dài cho tới lúc mà gọi là đi chui á. Rồi cho tới lúc năm 78 có gọi là đi bán chính thức. Những người họ Trần, họ Lý, họ đó là người Hoa đó, bán chính thức. Thì đi cái làn sóng đó 7 cây vàng, ai có 7 cây đi. Thì đi rất là nhiều. Tổng cộng số lượng người chết phân nửa. Mà khoảng thời gian đó khoảng 2-3 triệu người đi bằng những cái cách đó. Nhưng mà chỉ có phân nửa được đến bến bờ tự do. Trong đó có Thiên Tướng Kiệt này đi năm 1979. Nhớ vào mùa gió Bắc thì lúc đó chiếc thuyền của Thiên Tướng Kiệt này 46 người. Trong đó có một thằng nhóc mới sành luôn á. Lúc bị cướp, 5 ngày 5 đêm bị cướp. Cả mấy trăm thằng hải tặc á, không có đứa phụ nữ nào trong tàu mà nó chừa hết. Rồi cái này trên mạng cũng kể nhiều mà mình chỉ phớt phớt thôi. Thì lúc đó tàu cũng sắp chìm, cũng sắp chết. Thì mẹ trên trời á, mới làm những cái mầu nhiệm. Từ lúc đó thì mới biết là có Phật thiệt á. Chứ mới lớn lên mười mấy tuổi làm gì. Thì cái buổi tối đó tưởng đó là tàu chìm chết. Thì thấy trên hiện lên mới dần sáng. Thì từ đó được cứu vô bờ. Lúc thời gian đó 78 cho tới 80 tất cả các trại tị nạn Bolo Bidong, Indonesia, Kuku là của Indo, rồi Thái Lan là Songla, Sikkim, Panaktikum, còn bên Phi thì có Batanang, ô nhiều chạy tị nạn khắp cả Đông Nam Á, chỗ nào cũng rần rần có người Việt đi hết, mọi nơi mọi chỗ mọi vùng miền.
Đó là những tinh hoa đầu tiên mà Thượng Đế đã gãi ra hải ngoại. Chúng ta phải chịu khổ thì chúng ta mới lãnh được sứ mệnh về nước. Những ngày đầu đặt chân xuống ở vùng đất tự do này, không có ai mà có tiền hết. Đi dép còn không có dép nữa, làm gì có xe hơi. Chiếc xe hơi lúc thời đó bán 300 đô cũng chẳng ai có tiền mua, thường nhớ. Phải đi bỏ báo, rồi đi lượm lon từ một đại tướng, rồi đi lượm lon, rồi đi xin đổ rác, rồi đi rửa chén. Rửa chén người ta không mướn nữa, còn dành nhau nữa. Còn sư phụ lúc đó mới mười mấy tuổi, nhỏ xíu ai mướn. Thì phải đứng ở mấy cái chợ, giống chợ Lucky ở đây nó bán đồ ăn á, mà lúc đó ngay Grand Century Mall nó có cái chợ, bây giờ thành chợ Lion của Tàu. Thì đi học ăn welfare, tháng nó cho 240. Chiều đi về đứng cà gó cà ngó coi ai mà cần mình đẩy chiếc xe giống như giờ vậy đó. Rồi bỏ vô cái trăng thì người ta có tiền lẻ người ta cho thôi. Thay vì mình xin thì bị nhục. Thì cho nên bây giờ mình phải làm gì chút xíu phải không? Can I help you? Mấy bà Mỹ già đó, hồi xưa Mỹ trắng ở vùng này nhiều lắm, nó không có như giờ. Bây giờ Mỹ trắng nó dọn đâu hết rồi. Thì thôi làm tiền từ cái đó, nhưng một ngày cũng được 5 đồng, bữa nào hơn nó tới 10 đồng. Gặp mấy người rộng lượng á, thì 10 đồng mà con để dành được một tháng cũng được trăm mấy. Mà thời đó mà con gửi 100 đồng về Việt Nam thôi, là ở Việt Nam cả nhà 10 người á, là sung sướng. Vậy mình đứng ở đó 1-2 tiếng đồng hồ có đáng không? Rất là đáng đúng không? Lúc đó sư phụ nuôi 12 anh em với bà má nữa, dưới quê mà chọn trăm đô thời đó lớn lắm, chứ không phải như kiểu Việt Nam xài tiền giờ như xài nước đâu. Thì đó là những ngày đó. Còn những bác mà mang hàm tướng á, qua đây hả, ở bên kia hét một cái ra lửa, qua đây hét cái là ra khói á, bây giờ cũng phải vô rửa chén á. Không có ai mà không chịu khổ hết. Để làm chi? Để cho đời con đời cháu. Hôm nay chúng ta có bằng kỹ sư, có bằng master, có bằng cấp này nọ, để mà chúng ta có một cái tương lai và đồng thời đi về nước. Thống kê ở Mỹ này mà chính thức những người tị nạn khoảng 2,5 triệu người. Nhưng mà mình đã qua đây là 49 năm, nãy cái bài ca nãy là 49 năm đúng không? 49 năm mà nếu mà tính ra cũng sanh cũng 3-4 đời, những đứa này nhỏ nó đâu có nghĩ nó người Việt nữa. Nó đâu có cần phải thống kê. Thì nếu mà con nhân mấy triệu người mà nhân 3-4 đợt đi, cho cái người nào mà gia đình tệ nhất cũng sanh 2 người á, thì có 5 đứa. Hồi đó qua đây có 1 mạng rồi, bây giờ có 5. Thì cứ nghĩ, thì nó phải là 5-6 triệu người không? Sư phụ tính luôn cả những cái thằng nhóc mới đẻ, nó miễn nó người Việt thôi. Tại thể cái đầu của nó mà không có thể mọc tóc vàng được, con mắt của nó không có phải là con mắt blue eye, không có mắt xanh được, thì là mình cho mày người Việt. Tao không có khe mày là đẻ ở đây, ba mày đẻ ở đây tao cũng không khe nữa, mày cũng là người Việt. Thì thôi mới tính về khoảng 6 triệu người. Tại nó cũng còn nói tiếng Việt mà. Ừ, nó cũng vẫn còn ăn nước mắm. Tại Cali đứa nhóc nào cũng ăn nước mắm được hết trơn á, đúng không? À, đâu có bỏ nước mắm của mình đâu. Rồi nó còn khoái ăn phở nữa. Khi nào mà mày ăn phở mà mày bị ói thì lúc đó tao không tính. Chứ còn ăn phở được, ăn nước mắm được là mày vẫn là người Việt. Không có cần biết là ba mày đẻ đây, mày đẻ đây 4 đời. Thì khoảng 6 triệu người á. Mà con tưởng tượng mà 6 triệu người này á, sắp sửa mà đi về Việt Nam á, tự mình làm nền kinh tế cho riêng của người Việt mình thôi, là cả Sài Gòn hay là Bến Thành cũng náo nhiệt nữa. Lúc đó những cái nhà mà ở ngay mặt tiền đó, nó mắc hơn gấp 4 lần thời nay bây giờ. Thì đó là đợt đầu tiên là đi bằng tàu không, rồi tới đợt kế tiếp thì đi vượt biên. Thì sau đó những người vượt biên chân ướt chân ráo qua đây, không có thân nhân, giống như hồn có thân nhân, con không có cha không mẹ cũng không bà con anh em bạn gì, có đói kiếm một người mà quen thôi á để mình gạ mình nói chuyện mượn 5 đô cũng không có. Còn đa số người ta cũng có bà con 2-3 đầu ông, hễ có chút bà con này là chạy tới nhận bà con, chứ hoàn toàn là zero, không có luôn á. Có nghĩa là chết ngoài đường là không ai lấy xác, sống vậy đó. Tại vì bà con ý hộ là ở bên Canada với Úc không à. Tại vì một người qua chỗ nào á là người ta kéo, người ta bảo lãnh qua đó. Còn qua Mỹ này là đi hên, mà hên cái là lọt vô cái ngay cái chỗ mà làm chip nữa, Silicon Valley nữa, mình mới có tiền mua cái núi.
Chứ còn lọt vô những thành phố Kansas hay là mấy tiểu bang kia chắc giờ chăn gà chăn bò cũng tùy theo chỗ. Kế đó là diện ODB. ODB là những người bước qua đầu tiên thì bảo lãnh những người thân nhân của mình thì 10 năm sẽ qua được. Thì đó là đợt sống thứ hai là ODB. Rồi sau 75, những bác Việt Nam Cộng Hòa gọi là học tập cải tạo á, học mà học để ăn chuột với ăn rắn, ăn rít trong rừng á, không có thuốc men rồi chết bờ chết bụi á, thì học cái đó. Thì những bác đi học kẹp tạo ở ngoài Bắc mà ai trên 3 năm thì chính phủ Mỹ cho gọi là diện high officer before 1975 thì sẽ được qua Mỹ. Thì đến cái làn sóng đó là HO1 ra đời, gọi là HO, High Officer, phải không? High Rank Officer, phải không? Thì đa số những người hôm nay lại con cháu là HO. Thì từ HO1 dài dài cho tới HO mấy ta? Hiện giờ tới HO cuối cùng chắc cũng nhiều lắm. Hả? Tới HO48 mà mốt đợt vậy là nhiều nghìn người lắm. À, nhiều người cũng đem con qua. Thì cái bà công chúa mà con của ông Long Dương á là thuộc về HO à, hình như là ông đại tá mà. Ông đầu bạc ông đại tá đó con. Thì ông cũng thuộc HO mấy ta? Có con 18. Có con 18 á. Của bà công chúa cũng 7 8. Con đi 46. Hả? Con đi 46. À thì hôm nay ngồi đây á là chim hiền hết rồi. Thì con 46 là con cuối cùng. Thì tất cả HO qua đây, cái làn sóng HO qua đây khủng khiếp. Nhưng mà nhờ HO á, mình mới duy trì được cái truyền thống của mình. Thì hôm nay sư phụ là trong gia đình HO cũng thuộc về rễ thôi. Tại vì sư phụ không có chính trị. Con thợ mộc, ổng đâu có biết gì đâu, ổng đi lính gì đâu. Ổng làm gỗ mà. Nhưng mà bây giờ lấy công chúa, con có đại tá thì mình cũng thuộc về thành phần chim non, phải không? Gọi là HO chim hiền. Kế tiếp, nói cánh, chấp cánh. Thì những làn sóng HO qua đây mang những tinh hoa, rồi những cái truyền thống và những cái kiến thức từ trường Thủ Đức, sĩ quan Đà Lạt. Rồi những cái sự thật mà 100 triệu dân trong nước bị nhồi sọ, bịt mắt, bịt tai mà họ không có hiểu. Đó là những cái chiêu trò gọi là mị dân. Tất cả những gì Cộng sản nói từ 80 năm nay đều là nói láo, mị không. Đó là lý do tại sao Thiên Tâm Đạo đời sư phụ nói là Bi Chí Dũng là vậy. Chả có gì là thật. Có ai tưởng tượng được Bác Hồ mà gan đến nỗi mà cầm cục gạch đỏ nung á, mà đài phát thanh nó nói mà cả miền Bắc người ta tin không? Vậy mà ta tin nó cục gạch đỏ nung á. Có cái hình là sáng lên ổng nằm ổng hút xì ke nữa kìa. Đó có cái mấy đứa con nó mấy. Trời ơi ghê luôn á. Làm gì mà Bác Hồ cầm được cục gạch đỏ nung? Chuyện này là thiên tử, nửa người phàm, nửa là thánh mà còn chưa dám cầm nữa. Đụng điếu thuốc còn đau á con. Láo, vua láo, tỷ láo. Cho nên những ai mà làm mấy cái đài truyền thông của Việt Nam, trời ơi sau này á, khẩu nghiệp lắm, không chịu sám hối nha con, VTV rồi đó. Có con nhỏ gì mà đẹp đẹp mà nó nói tiếng ấy, anh vậy đó. Nhỏ gì ta? Nhỏ đó thì chẳng qua là cũng có tiền đó nghe, nhưng mà phải sám hối thì nó sẽ xóa đi những cái láo. Người ta đưa mình mà mình đọc lên cho hàng triệu hàng vạn người nghe là mình có tội đó con. Trong cái luật Phật là có đại tội đó. Tại vì một người đầu tiên nói chỉ có một người biết, người kia nói 1 triệu người biết mà chuyện không có thật, thì con nghĩ nó tội nên khủng khiếp cỡ nào. Cũng giống như lời của sư phụ nói 5 năm nay đều là thật là thiệt. Một lời nói về tất cả những kênh YouTube bên Việt Nam ngắt khúc khúc, rồi tất cả gia đình từ mũi Cà Mau cho tới ngoài Bắc, tất cả miền Tây Nam Bộ đều lấy kênh của sư phụ nghe bằng cái USB và bỏ lên TV. Tại vì TV họ không có quảng cáo. Ăn cơm mà tối ngủ rồi tối ngày cũng nghe thù. Người mà hôm nay mới biết Thiên Tấn Kiệt mà nghe clip 5 năm về trước, chỉ có khác cái mặt của nay là nó hơi nhăn, phải không, già, phải không.
Có mặt hồi xưa là mặt baby, mặt còn trẻ, chỉ có khác nhau thôi, nhưng mà lời nói vẫn là mới với người mới nghe. Cho nên không bao giờ những cái danh từ, những cái lời nói 5 năm nay, chỉ có một cái là ngày xưa không có rành tiếng Việt, ăn nói nó không có giống như kiểu này. Bây giờ bị chửi nhiều quá, giờ nói nhiều. Với lại xin cha cha ơi, cho chút xíu cái ông thiên tử thiệt không chả, cho chút xíu vô tiếng Việt đi. Chứ hồi xưa con qua đây con học ở lớp 4 à, viết cũng không biết viết nữa, đọc cũng không biết đọc nữa, thì làm sao mà lên đây mà nói. Lúc đó hả, trời, mấy vị đức thầy đồ đạp ra, con cứ ra nói à, rồi mà lúc nào được nói cái gì, lúc nào không được nói gì, lúc này là lộ cơ hết, để cho người ta biết là có Phật Thánh Tiên xung quanh mình. Mục đích cuối cùng của kênh của mình, của Thiên Tấn Kiệt, Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang, Thiên Long Cung và Thiên Đình, để cho nhân loại biết tất cả các người làm gì cũng là do ta sắp đặt hết. Các ngươi không có được hận thù nhau. Sau này khi mà một cái đất nước thay đổi mới, thời vàng kim, hội Long Hoa, hội Anh Tài, hội Thiên Việt, thì là không có được giết nhau, lấy ân báo oán, lấy chính sách đời nhà Trần mà quên đi chuyện gia đình, mà để lo chuyện đại sự quốc gia, miễn làm sao dân tộc thoát được ách gông cùng của Cộng sản Trung Quốc. Lấy lại những gì mình mất, đó là Hoàng Sa Trường Sa. Đó là mục đích của sư phụ hạ phàm kỳ này, để cứu nước Việt là chính, cứu thế giới nữa. Chứ sư phụ xuống đây mấy vị chưa bao giờ ra chịu chỉ thị là để tiêu diệt những người làm ác trong đảng Cộng sản nha. Họ cũng là một cái dụng cụ của cái nguồn máy búa liềm thôi mà. Thì cho nên mình chỉ lấy lời quốc gia của mình, mình không có làm hại những người làm ác trên quốc gia của mình. Giống như bác Tô Lâm bây giờ quậy quá, thì sau này giỏi lắm rồi, sư phụ đại ổng hai cái steak mà filet mignon phải không, ướp vàng, lần này ướp hộp sòn luôn là xong, là coi như quê phải không. Ổng cũng là xã nghiệp cho nước Việt. Sau cái lần sống ODP tới HO, hết HO rồi á, tới có một thời gian rộ lên. Tại vì tất cả những thanh niên lớn lên thấp 52 tiểu bang nước Mỹ và thế giới muốn kiếm một người vợ mà nấu bún bù Huế, nấu phở cho mình ăn cuối tuần á, là phải đi kiếm bò vợ Việt Nam đúng không? Cho nên ào ạt về nước Việt làm bảo lãnh, gọi là fiancé. Nhớ hồi đó 6 tháng là qua, 6 tháng là có vợ phải không? Nhưng mà qua phải ca bản bản hạnh phúc đơn sơ, qua được có mấy 3 năm cái em bye bye. Nó có cái vụ đó. Thì thời đó cái diện PNC rất là nhiều, rất là đông. Hết diện PNC rồi đến diện hôn nhân. Rồi sau này bắt đầu con giáo cha nó lớn lên, nó cũng ham đi Mỹ, để ham đua đòi mà. Tại vì nếu mà nước Việt mà có tương lai, nó đâu còn đòi nước Việt, nó chỉ là hút máu lấy tiền nước Việt thôi. Chứ nó để nước Việt thành một đống rác, ai mà ngu thì ở trong đống rác, thì nó phải chạy anh hải ngoại mình. Khi ra hải ngoại thì gọi là F1, diện gì đó ta, rồi E5, F1, F2, F3, F4, tức là mỗi một lần sống từ Bắc tới Nam đi qua Mỹ. Đó là riêng về nước Việt. Còn riêng về những cái nước Đông Nam Á, giống như Đài Loan, giống như Nam Hàn, Nhật, nhất là Đài Loan, hơi qua trong cộng, gọi là diện cô dâu xứ Đài. Có thời gian là diện cô dâu xứ Đài. Trời, qua bển chỉ cần kiếm được giống như cỡ Ngọc Trinh 27, mà kiếm ông già có 77 mà già Tàu á nghe. Là mừng rồi. 27, 77, 50 tuổi cũng xứng đôi dự lứa. Đẻ cho ổng chừng hai đứa con là được ở lại Đài Loan là cái phước của những người đó. Mà nên nhớ ở miền Nam, một gia đình chỉ có một, hai đứa con gái đẹp thôi, chứ đứa xấu đâu có được cái phước đó. Mấy con coi đi, đứa xấu có thể nhà lấy thằng nhà quê làm ruộng rồi, cái đứa đẹp đẹp mà coi được mà hiền thục á, là có phước lấy được ông già 77 Đài Loan. Qua bển đẻ cho ông mấy con, chắc ông đó cũng cỡ mấy chục vợ, thêm con vợ người Việt nữa. Thì nó lai Việt thì cũng như người Đài Loan thôi, giống giống nhau. Tại xưa mình cũng cùng người gốc.
Rồi từ từ cái đem mớ tiền về xây cho cha mẹ từ cái nhà lá thành cái nhà tường, nghĩa là hạnh phúc cả đời. Đó là cái diễm phúc của những cô gái xinh đẹp hiền hậu, một đời hy sinh cho gia đình. Đó là một cái diễm phúc và một cái công trả hiếu cho cha mẹ. Sau đợt đó bắt đầu lấn qua tới những gần đây qua Âu Châu. Âu Châu phải đi theo cái đường lậu thì mới có vụ làm cá đông lạnh đó. Qua tới Âu Châu, Đông Âu rồi đó, không? Đó là làn sóng người Việt. Du học sinh thì mình biết rồi, có tiền mới đi được, đâu phải ai cũng đi. Chả trăm đứa, chỉ có vài bởi đứa nó có phước thôi. Chứ còn những cái đứa mà nó không có phước bởi nó làm gì. Sáng xỉn, chiều say, tối la rai, uống bia một đồng, có chất hóa học của Trung Cộng. Tại nó giết cái mầm móng của nước Việt từ trong những trường đại học. Tại lúc đó tụi nó stress lắm, nó không có tiền, nó nghèo. Nó vô trường đại học, nó ăn cơm không biết để hóa học như nè. Cái cơm nó nở ra thành cái nồi vậy đó. Ăn chất độc không à, nó biết, nhưng mà phải ăn, tại rẻ tiền. Thì vô trong người thì nó chưa có bệnh liền. Rồi bia buồn buồn mà đâu có chuyện gì làm đâu, rảnh rõ cây xanh nông nổi. Thì là cà phê á, thì ba cái bình ít kia á, cà phê mà nó làm bằng cái chất của cái bình điện á, rồi nó bỏ thêm cái thơm thơm hóa học vô nữa. Cho nên những nhân tài Việt Nam giàu cho có học giỏi ra trường đại học, không cần nói việc làm, không có việc làm. Làm shipper là chuyện có phước còn đó. Nhưng mà nó, nếu mà nó có phước hơn á, nó bị bệnh chút chút, chứ đa số là ung thư hết. Đó là mô mô ở Trung Cộng. Để mà tiêu diệt những cái mầm non ở nước Việt mình. Mà nếu mà mô mô ở Trung Cộng mà một nhà lãnh đạo nước Việt, không có ông nào mà không ăn hối lộ của Trung Cộng. Cho nên một ông lãnh đạo đảng viên cao cấp của Việt Nam, thường trong nhà có mười mấy hai chục thằng tình báo Hoa Nam nằm trọng. Cho anh nói cho hồ biết vậy. Cái nước Việt mình bị thao túng, thì nó coi nước Việt chẳng ra gì hết. Nó muốn lấy lúc nào cũng được. Nhưng mà nó quên đi, Thượng Đế để cái giò lái ở hải ngoại là 6 triệu người. Chỉ cần một trong 6 triệu người này mà có tinh thần yêu nước, yêu dân tộc thôi, nó cũng không thể nào nó lấy được, con có hiểu không? Không phải xóa sổ một dân tộc là khi nào mình không còn tiếng nói, không còn chữ Việt trên Google, mình mới mất quốc gia. Thằng Do Thái nó mất nước 2000 năm nó cũng trở về được mà, giữ tiếng nói, giữ phong tục. Đó là tại sao Thiên Long Sơn những ngày đầu sư phụ nghĩ ra được cái đó, ra đời Thiên Long Sơn. Huống chi Thiên Long Sơn tới hôm nay đã 10 năm rồi. Khó lắm, nó khó lắm á. Bây giờ con tưởng tượng có một mình kênh Ngô Tuấn Thiện Kiệt phía sợ thôi, mà cả quốc nội và hải ngoại. Bây giờ thí dụ như mà kiếm thêm hai thằng giống như sư phụ á, giống như chữ Quốc Quyền Phong mà nó cũng giống kiểu như sư phụ đi, thì có thể là ở bệnh nhức đầu lắm không? Có một mình cho hội ơi mà cũng đã nhức đầu rồi đó. Mà thật sự đâu nhức đầu đâu. Qua đây kiếm thu hoài, mấy con thấy Hà Nội qua, vợ gửi vợ qua, vợ con qua. Mấy ông bự không à, lén lén hẹn gặp. Tỷ luôn. Chứ mà không có dám ngồi gần với mấy con, nhưng mà hẹn gặp. Đây mấy đứa biết mà. Hàng mấy năm nay hội tiếp những đảng viên cao cấp rất là cao. Anh cho tôi cái dấu lên trán đi. Khi anh về nước, tôi ra ra trường, tôi đón anh. Nhiều lắm. Chỉ buồn cho hải ngoại, những cái kim cương á, làm như cái máy. Không có biết mà làm chuyện gì, không biết làm đúng hay làm sai. Đó là kim cương hải ngoại. Tại nó làm theo tiền, làm theo lệnh mà. Không có chi kiến, không có chánh kiến. Sau làn sóng cá đông lạnh, cô dâu xứ đài, EDP, dài dài cho tới ngày hôm nay, những người mà tạo nhiều tội lỗi nước Việt á, họ có nhiều tiền đó, họ cũng qua đây. Thì từ năm 1975 cho tới thời nay, tài nguyên nước Việt là có những rừng vàng bạc biển và có những cái mỏ và ở ngoài Hoàng Sa Trường Sa. Roughly ở trên nói khoảng 1.000 tỷ mà tất cả đảng Cộng sản từ cấp nhỏ cho đến cấp lớn họ không có tài hết, chỉ có mảnh đất mẹ Việt Nam nhỏ xíu thôi mà họ sâu xé nhau cũng giống như mấy cục gạch nè. Bữa nay của tao
Mày ở chức 4 năm, ngày mai tao lên chức 5 tao lấy mày. Tức là làm giàu trên mảnh đất thôi. Không có một cái tài gì gọi là phát minh để cho dân tộc hết. Chỉ có đất để làm giàu thôi. Con coi tất cả những tỷ phú, cả ông Vượng hay là những ấy đều là đất đai không à. Đất đai là của ai? Của 100 họ. Không có thuộc về họ Phạm của Phạm Nhật Vượng. Cũng chẳng có họ Nguyễn của Nguyễn Phú Trọng. Hay là họ Trần Tấn Anh hay là mấy cái thằng tham nhũng. Không phải cái đó. 100 họ là đất mẹ. Vậy mà họ cứ làm tiền cho đất mẹ rồi họ chuyển qua Mỹ 1.000 tỷ. Họ sống riêng. Họ có hy sinh cho dân tộc không? Nếu mà họ làm một lời của Bác Hồ nói là sống vì dân, chết cho dân, dân là gì dân vân là vân. Nếu mà họ nghe lời Bác Hồ đi, họ đâu có nghe lời Bác Hồ. Họ chỉ dùng Bác Hồ giống như con vật tế thần nằm ở đó, kêu đi thiêu á, không thiêu. Mà cứ đi vô đó tham quan xa ra rồi là bị đốt củi đốt lò. Tại vì trong đó là ma không á, trượt á. Ai mà đi vô mấy cái chỗ mà u ám á, là xui khủng khiếp luôn á. Xui cả đời á con. Nhưng tất cả những người mà về Thiên Long Sơn là hên cả đời. Và có cơ hội được về trời. Nói này là thánh địa, điển thanh. Con vô nghĩa địa hay vô chỗ lăng bác đi, nó đi ngược lại cái núi mình á. Đây mấy chư vị đẩy đây nè. Một nghìn tỷ. Khi 1.000 tỷ qua Mỹ, mà sau này một cái thể chế mới, cái nước Việt nó rút ruột hết trơn rồi. Nó để lại một đống rác. Mà cái đống rác này á, thì chuyện vật là ngoài thân không thể nha. Nhưng mà chắc 6-7 triệu ở ngoài có thể gây dựng lại rất là lẹ. Nhưng mà nó không còn vốn nữa, làm sao? Ngồi không lẽ chờ mà mỏ vàng, mỏ ngọc ở núi Cấm Cô Tô, nó trái chỗ này nổi lên, rồi lúc đó mà vàng nổi lên. Cái đó cũng không có đúng. Chùa không thích vậy nữa. Chùa muốn tất cả 6 triệu người phải dùng tài trí của mình gây dựng lại. Nên nhớ một người mà tài hoa đó, gây dựng chỉ cần 10.000 đô la bằng cái thẻ credit card payment tháng 50 đô. Có thể dựng lên sự nghiệp 1 tỷ á. Con tin không? Ở đây có ai tin không? Chuyện khó nghe á, mình nói thiệt á. Và mỗi ngày làm được 1 triệu đô nữa. Chỉ cần nếu một người mà có đầu óc, mà nếu nước Việt mình chừng 100 người thử, thì đâu có cần bán cái mảnh đất Việt nhỏ xíu để chia tiền như vậy. Có phải là họ vô dụng không? Mà ở Mỹ này khó làm ăn hơn Việt Nam. Tại vì Mỹ nước kia thì dễ đó. Đâu phải dễ mà lấy tiền của thằng Mỹ đâu. Có chỉ cần make payment tháng visa 50 đô chứ làm gì có tiền mở hãng. À, mà hôm nay hãng như vậy á, thì Việt Nam tất cả những nhà lãnh đạo có ai làm được không? Cái quan trọng là thường mấy vị về họp dạy sư phụ, chiều nay mấy vị về đông lắm dạy, gọi là họp hồng lên sông núi, rồi họp phía trên trời mấy chứ gì. Cái trình độ của sư phụ và cái trí tuệ sư phụ nó không giống người thường. Những cái gì Hồ nói hôm nay thì mấy vị đã dạy từng rồi. Thì sư phụ mới biết là núi Cô Tô nó cháy là lý do như vậy. À, là do tà ma không à. Muốn mà tẩy cái đảng Cộng sản thì phải tẩy cái thế lực vô hình trước, đúng không? Thì cái nước nó mới clear cái đầu cu, không còn nhập đồng, nhập bóng, đại khái. Thì mấy vị như vậy đó. Rồi tức là đi song song, tại nó có hai thế lực, ma quỷ vô hình hay là ma quỷ mà mặc áo vàng á, mà hiện thân người nó cũng giống nhau á, thì phải tẩy cái kia trước. Đó là cái núi Cô Tô bị cháy. Rồi có nhiều người không hiểu, tưởng đâu là tiếng sấm, có phải là tiếng sấm cuối cùng sư phụ nói không? Hôm nay sư phụ trả lời cái đó không phải. Tiếng sấm cuối cùng là nó sẽ xảy ra một thời gian rất là ngắn, nhưng mà nó phải 3 ngày 3 đêm mưa. Mấy con nhớ lời này sư phụ nói nha. Và tiếng sấm khủng khiếp, cả 100 cây số vẫn nghe tiếng sấm. Đó là tiếng sấm cuối cùng mà trong kinh sấm giảng của sư tổ ở Đức Thầy nói. Và nước Việt sẽ có một cái trận lũ lụt, nước mặn nữa, đói nữa. Bây giờ đã khô đói rồi, lũ lụt cũng chết, khô cũng chết. Con người chúng ta rất là vễ vỡ, vễ bể và dễ chết. Chết vô thường, chết như là con chuột chết cho xong vậy đó. Mà cũng không biết thù nói gì, cũng chẳng có chịu quay đầu lại.
Tới ngày hôm nay, người Việt hải ngoại, có ai mà gan mà dám đem tiền, chỉ là giống như mình thương thân nhân, thương bà con, mình mới lén về chừng tuần hay tuần, còn mình dẹt xẹt qua liền. Mà trước khi mà mấy con cứ cảm nhận máy bay còn 2 ngày nữa về, cùng mình cũng nôn về Mỹ nữa, đúng không? Thường thì hội Việt Nam không bao giờ thụ ở đúng 2 tuần hết, ở chừng 5 ngày thôi là cho hụ giọt ly về. Quay nhân tài đó, nhân tài sao nó đâu lên đây đang múa gì. Nó quay nhân tài, con lấy cái mắt quay thôi khỏi thường ghê. Nay nhân tài múa là múa ba lê phải không? Điệu vũ ba lê. Hồi năm ngoái 30 tháng 4 là về lúc đó đó, nó có những trận động đất ở Syria và những cái vong hồn chết Covid, nó khoảng 5-70 triệu người chết trong cái thời tận thế 7 năm lận đận lao đao á, trong kinh nói. Thì lúc đó nó mấy gì kêu, mẹ kêu nó giờ con là người đại diện cho quả địa cầu, thì con phải xin cho họ được, cho cha, cha là người approve cuối cùng. Thì lúc đó nó cũng ngay trùng lúc ngày 30 tháng 4, thì lúc đó mình có buổi lễ đây nhớ không, thì khấn là để cho vong linh là chính, chứ cái 30 tháng 4 núi mình nó không có liên quan chính trị, con có hiểu chưa? Nhưng mà nhiều người không biết, mấy đệ tử cứ nghĩ là 30 tháng 4 thụ làm lễ đây, không có. Cái lễ khai đạo với Tết rồi Trung Thu, rồi lễ mẹ, lễ cha, lễ Phật rồi thôi. Mình là tâm linh, mình không có liên quan chính trị. Thì cái năm đó là cái năm nó trùng hợp. Còn năm nay thì bữa nay mình hồi nãy ca bài Dấu Chân Việt Nam. Với lại ngoài kia đâu phải có những đứa mà đệ tử của Thiên Tâm mà hiểu được sư phụ dạy rồi khai trí. Ngoài kia muôn trùng nó đâu có tìm hiểu, đâu có biết ngày 30 tháng 4 là ngày nào, là làm gì, chuyện gì xảy ra. Thì hôm nay chú giống như review lại từ giai đoạn lúc trục thăng chở người từ tòa lãnh sự của Mỹ và cho tới viện F1 F2, hiện giờ là con với cha qua bằng tiền á. Nhưng mà nếu mà nói trên nước Mỹ này hôm nay, người đi trước, người đi sau, đi nhiều là nhiều đợt. Trong mắt sư phụ tất cả cũng đều là người Việt, anh em của chúng ta, người Bắc hay người Nam, người đi từ diện con cháu HO hay là người con cháu của đảng Cộng sản qua đây bằng tiền, diện ông thê hay là diện 500.000 hay là diện du học, cũng đều giống nhau. Trong mắt sư phụ là giống nhau hết, không có khác gì hết. Tại vì mình cần những đứa nhỏ con ông cháu cha qua đây du học để làm chi? Để nó biết là nó đã bị ông nội nó bị nhồi sọ, ba nó cũng bị sọ cũng nhồi, tới phiên đời nó là não cũng bị nhồi, nó đâu có hiểu. Mà qua đây rồi nó biết mọi chuyện sự thật á, mấy đứa đó giúp sư phụ trong tương lai còn lẹ hơn nữa. Đó là lý do tại sao mà là đảng Thiên Việt là một cái đảng trung dung, và sau này là lập hội Long Hoa là vậy. Những đứa đó, đó nó hiểu được hai bên và nó biết được cái ngõ ngách mánh mung này nọ. Nó không có phải là biết bố mày là ai là được rồi, mày biết tao là người ai không? Tao là người Việt mới là đúng, đi Nhật, đi Nam Hàn dỗ Nhật, tôi là người Việt Nam thì mới là hay. Chứ còn cứ dỗ Nhật bố mày là ai không? Ở Việt Nam á, thì nó bố mày là ai? Còn qua Nhật á, thì lụm mấy rụm rác, người ta đầy muốn chết, làm bồi bàn, rồi đi clean mấy cái chất hóa học, trời ơi máu luôn. Còn Việt Nam hay lắm, bố mày là ai không? Trên cả 100 triệu người khổ, nó chỉ có 1% người giàu sung sướng. Chưa bao giờ thấy một cái quốc gia mà ai mà chạy chiếc Rolls Royce là người đó có án tử hình.
Nếu nó vậy thì ông bầu làm gì? Ở đây ai chạy cũng được hết trơn á. Một quốc gia mà có giới hạn gì, ai mà có tiền là người đó là có tội. Cái thể chế Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan không có tội. Có tội nhưng mà không phải cái tội, không phải một mình bà. Đó là một cái nguồn máy. Bây giờ nếu mà bà không có tiền thì bà làm gì có tội. Và đồng thời một cái nguồn máy phải đi chung như vậy. Ở sau lưng có cả dạng thằng ông tướng, ông này bà kia, bộ chính trị nọ ở sau lưng suối bà. Bà chỉ là cái máy lụm tiền giùm cho mấy người đó thôi. Cho nên nếu kết tội hết 4 triệu đảng viên đi, chẳng có thằng nào mà không ăn hối lộ hết chứ. Bây giờ thằng nào làm chức công an thôi, nó cũng gửi con nó qua Mỹ 1 năm mấy trăm nghìn đi học. Bắt chồng là 1 năm 1 tháng có 700 đô. Con cứ tưởng tượng một quốc gia mà lương thấp nhẹ người ta không ăn hối lộ cũng lạ đó. Nhưng mà chẳng qua là họ lạm dụng thôi. Mà đâu cần cái số lượng đông. Cộng sản nó mưu mẹo. Nó cần 4 triệu người để mà đông á. Lấy số đông để đè bẹp tiểu số á. Đa số để đè bẹp tiểu số. Cũng giống y như bây giờ đó, là cái chiêu trò của Biden cũng vậy. Mở cửa biên giới để lấy những người tiểu số, để lấy lá phiếu, để đè bẹp đảng Cộng Hòa, những người ấy. Cái đó là chiêu trò của cộng sản, của ma lực, của cái thế lực không có công bằng. Đó là lý do tại sao lúc ở trên trời sư phụ khóc sinh cha. Ngày nào ở trái đất này mà còn bất công, sư phụ sẽ không có về trời. Sư phụ đã là Phật nhưng mà không có về trời. Phật con á, ở trên sư phụ là thiên tử, là đã là Phật rồi, mới làm thiên tử được kim thân rồi. Chỉ là một cái chiếc thân nhỏ ngồi đây nói chuyện thôi. Nhưng mà sư phụ thấy trái đất này nó bất công cho nên có nguyện thời đó. Cho nên những đứa đệ tử nào muốn theo sư phụ để sau này mà an bang tái thế phải lập nguyện thời với cha để không có phản phúc. Đứa nào không lập nguyện thời mấy gì tự động tách ra khỏi sư phụ. Giống như con Ngân á, nó không có thời. Sư phụ kêu thời đâu thời. Mấy đứa kia có kêu thời cũng không thời. Ô con không tin lời thời. Theo một người quan trọng như sư phụ mà không thời thì nghĩ bề trên nó cho theo không? Sư phụ bữa nay Starbucks ngon sư phụ uống. Nó bỏ khỉ gì trong đó ai biết. Sư phụ cũng là người phàm thôi. Có thần thông thì có, nhưng mà thần thông phải ngồi thiền mới có thần thông. Chứ bình thường sư phụ như con, nhiều khi còn tệ hơn con nữa. Nhiều lúc quên á, hỉ mũi trước mặt camera nữa. Cũng như bình thường thôi, sư phụ cũng y như là human race. Bạn mấy con. Còn sư phụ chỉ là cái title cho có thôi. Chứ cứ coi sư phụ như là bạn là tốt nhất. Ở trên trời chúng ta là thật sự là bạn hết. Tại một thiên tử nhỏ tuổi xuống trần thì trên kia mấy con có cô tiên cũng cỡ tuổi sư phụ phải không? Tối ngày chúng ta cứ đi vườn hoa này, đi ao sen nọ, đi tiệc kia, rồi hội bàn đào đó, đi hái hoa nè, giống như cô tiên đúng không? Rồi đi vô vườn của mẹ là ăn đào là trẻ mãi không già đó. Trời ơi, lén vô ăn cắp mấy trái đào của mẹ ăn nữa. Cho nên chúng ta trên trời là bạn. Thì xuống đây thì dĩ nhiên nó cũng phải có một chút xíu quy tắc, tôn đi trật tự. Thì cứ kêu sư phụ kêu. Nhưng mà về ngoài muốn kêu kiểu gì cũng được á. Anh Kiệt thằng Kiệt, đừng kêu thằng Kiệt. Kêu gì cũng được. Chứ không có ma, không có chấp mấy cái đó cao. Chỉ là quan trọng nhất là làm đúng những gì mà bề trên đặt ra. Đó là 12 giới lực, đọc kinh Thiên Tâm. Tiếng nói chuyện này không có phạm 12 giới thì không ai có quyền nói sư phụ cái gì hết. Còn người nào mà học chưa tới, hiểu chưa tới mà bị giống như bị manipulate, nếu là tiếng Mỹ Việt Nam gọi là gì ta, giống như bị nhào sọ, gần giống như nhào sọ vậy đó, không ai có, thì phải coi lại cái sự tu tập của mình sao. Bồ Tát làm việc không có cần ai mà phê bình hết, chỉ tự mình biết mình là ai thôi. Nhiều khi giới thù cũng phải giả vậy để coi đệ tử nào phạm thượng, đệ tử nào tôn trọng mình, trung thành với mình, tin mình. Đừng có tưởng họ thiên, mấy con đứa nào cũng tin cho phụ là thiên tử. Khi nào ông làm thiên tử tôi mới tin. Bây giờ tôi lên hay chỉ là vui thôi. Sao biết á, đọc được tâm của từ đứa mà. Còn đứa nào tin rồi á, sao biết. Cho nên mấy con phải coi lại. Đó là cái sàng lọc
từ lớn cho tới nhỏ và tới trong nội bộ chúng ta. Thiên Long Sơn là cái cổng duy nhất, là một cái cây anten duy nhất, là một cái wifi duy nhất, là một cái account độc nhất vô nhị của thời tận thế này. Đó là một thiên tử giáng trần, chuyển lưng thánh dương đang ngồi đây. Không có người thứ hai. Ở ngoài kia ai mà nói có người thứ hai thì đều là giả. Không phải ai muốn xưng như thế nào là xưng. Không có rồng hộ mệnh thì làm sao gọi là thiên tử, chuyện bình thường. Còn muốn rồng thì làm mấy con rồng bằng cây hay xi măng vậy á, dẻ vậy đó, hay đội nón. Còn rồng, mấy vị đây là hiện hữu, mấy con nhìn thấy đó. À, bữa nay nhỏ này nè, leo lên lưng của Xích Long, Xích Long phạt cho một chập. Bữa nào lên đó tắm, bữa mấy vị dạy á, là con phải, mình phải làm bằng nước lạnh phải không? Rồi bỏ hoa vô, rồi hãy tắm cho mấy vị. Chứ giờ lên nó phủi phủi mà nó leo lên, trời ơi. Chứ còn nói chuyện mấy gì mỗi ngày mà có thể người phàm mấy con không có cảm nhận được. Người nào mà lâu lâu mà để ý từ lời thù nói, lời thù hình trước, tại thương mấy đứa con thù hình trước mà không để ý thì gán chịu. Giống như sư phụ mong những đứa đệ tử bền gan bền trí, chỉ một lòng sắt son với Thiên Long Sơn, với cha với mẹ thì sẽ có điển thành. Tại trên này là mình đang ngồi đây là có điển thành rồi. Còn đi xuống núi một thời gian mới cứ chạy chỗ này, chui chỗ kia, rồi có thể đi một cái khách sạn ở bên Âu Châu hay là ở đâu cũng là trượt không á. Tại mấy con ma nó chết bờ chết bụi, nó ở khách sạn free đâu tốn tiền đâu, đâu cần phải reservation gì đâu. Vô là đầy trong đó, mấy con phải gõ cửa. Bữa nay tao tới đây nghe, mà đừng có phiền tao. Còn nếu mà con quên gõ cửa, nó chui tốt, nó nằm kế bên con là sáng mặt con đen thui rồi. Hoặc là ban đêm ngủ chập chờn không có ngủ ngon giấc là sáng cái mặt vơ phờ. Có người mà có điển thanh, lúc nào cũng ngủ giấc thẳng. Mấy con chỉ cần một giấc thẳng 5 tiếng thôi là đủ một ngày. 5 giờ sáng, bữa nay sư phụ thức trễ hai mấy phút. Tại hôm lạnh quá, vì mi thao ra nó không có áo lạnh, nó hơi nhức đầu. Cái sư phụ nghỉ thức trễ, nhưng mà sư phụ cũng ngồi tới 7 giờ sáng. Thì ngày nào cũng theo sư phụ ngồi, thì cái tâm nó thông. Đứa nào mà có nạn á nghe, đừng ai đứa nào cũng kêu, thì cái chân linh sư phụ nó di chuyển được. Nó chiếc ra khoảng vài chục người mỗi ngày đi thăm. Nhưng mà mấy con đâu có biết. Nhưng mà có những đứa đại tử mà có nạn kêu là thấy sư phụ liền. Phải nạn thiệt. Thí dụ giống như nguyên một cái bóng đen đè, hay là trong mơ bị tao rượt chạy rồi săn đuôi rồi, thì kêu sư phụ ơi, tới liền. Đó là thầy có thử đi. Bên kia sư phụ có quyền, cái power, cái quyền năng đó, cao hơn là cái sát phạm. Sát phạm thì cũng limit thôi, không có quyền năng gì mấy. Trứng rồng chưa có nở mà, nó như trái banh vậy đó. Đứa này đá qua đứa kia, gần đứa kia chụp gôn, suốt đi, đá sư phụ làm trái banh cho đá. Khi là trứng rồng nở rồi mấy con sẽ không còn đá được nữa. Là vì sao? Rồng bay rồi. Đại tử Hòa Thiên khó cơ hội gần sư phụ lắm. Rất là khó, chứ những đứa thân cận thì nó còn. Hôm nay thầy trò còn vui được bao nhiêu thì cứ vui. Trên nói vậy. Cả những chiếc xe, những chiếc tàu, những cái gì mà của sư phụ tạo ra. Cả cái núi Thiên Long Sơn này cũng là cái thao trường, sư phụ cũng không có trở về đây nữa đó. Đừng nói gì gặp mấy đệ tử họ thiền. Sau này muốn gặp sư phụ không phải dễ. Mấy con phải suy nghĩ, không phải là phụ nói để mấy con lấy lòng mấy con, đó là thiệt. Ngày 30 tháng 4, từ nay về sau, cả quốc nội và quốc ngoại phải trân trọng. Đó là một cái cơ trời đi đến lúc nó phải
tẻ ra cái đường đó. Rồi hôm nay chúng ta sẽ quay ngược trở về trong một thời gian rất là ngắn. Khi ba tiếng sấm nổ, cái tiếng sấm cuối cùng là ba ngày ba đêm sẽ mưa. Rồi là sấm thiệt, chữ sấm cũng là sấm luôn, sấm sét luôn á. Đó là sư phụ biết như vậy. Thì các con sẽ diện kiến được sư phụ ở nước Việt Nam á nghe, sẽ gặp được sư phụ. Rồi ở gặp được Đức Thầy nữa. Rồi những vị tiên thánh Bồ Tát khác. Các con thấy có rất là nhiệm màu, không đầy 4 tầng. Không đầy 3 tháng à. Bộ chính trị mình mười mấy người, giờ còn có mấy người buồn quá. Giờ chỉ còn có bác Phạm Minh Chính mà ông giờ ông đang rung. Không biết ngày mai Tô Lâm luộc ổng kiểu nào. Muốn cho Phạm Minh Chính làm bò steak hay mà làm tôm hùm luộc cũng chừng. Cho nên người nào có súng, người đó có quyền. Thời thập nhị sứ quân mà hiện giờ nước Việt là thập nhị sứ quân. Cho nên những người cầm súng đúng ra không có liên quan chính quyền. Mà hôm nay ngược lại, thì một quốc gia đi đến độ này không đầy bao lâu, con thấy cơ trời đi rất là màu nhiệm không? Những cái quyền gì con người không có thể đoán trước được. Ở bên Dubai, một cái nước sa mạc giàu có, giàu quả. Mà con thấy tự nhiên xe nó trôi giống như là lục bình trôi vậy. Thấy tức cười không? Cái nước đó tối ngày quảng cáo. Bữa hôm con như hụi rồi, ô ba dẫn con đi Dubai, bên đó đẹp nhà lầu đó. Cái thù nó ngồi giải thích nó, bây giờ nó hết dám đi. Con có biết à? Một cái nơi mà sa mạc, lúc nào cũng trên 110, 120 độ mà bão cát nữa nghe. Nó không có nước, nó không có cây, và nó không có cái phong cảnh gì vui ngoài mấy cái building thôi. Nhưng mà nó quảng cáo riết, nó cũng bị nhiễm tên đầu của thế giới. Nếu mà nó không quảng cáo, cái đó gọi là Dead City. Mấy con có tưởng tượng ra vậy không? Còn cái Thiên Long Sơn chúng ta, trời ơi, hoa anh đào nào, quay qua anh đào. Gió mát nữa không, có view nào, Silicon Valley. Mình tưởng tượng ở dưới là cái hãng Apple của Steve Jobs làm ra điện thoại iPhone cho mình. Cái này là thiên đàng. Nó chỉ thiếu cái building sang trọng như kiểu Dubai thôi. Cái này mới gọi là thiên đàng. Còn bên kia là địa ngục. Trời, 120 độ con qua đó làm gì, chả chui trong phòng. Con có hiểu không? Las Vegas của mình nó không có nóng bằng ở bên đó đó. Las Vegas nhiều khi 110 độ. 110 độ là có 40 độ C. Nhưng mà Las Vegas vẫn còn có chỗ chơi. Nó có sòng bài. Nó còn có đi bộ rồi được băng đêm đồ. Mấy con ngồi phân tách đi. Người cái gì mà cái miệng rộng mà quảng cáo nhiều là chỗ đó là chỗ chết của họ đó. Còn thứ thiệt không quảng cáo. Thiên Long Sơn chúng ta có cần quảng cáo không? Thiên Long Giang có cần quảng cáo không? Ai vô những nơi này tâm tánh cũng vui, an lạc, thanh bình, mang sự bình an trong những giây phút mà ngồi trên núi này. Mấy con ngồi thấy ở đâu mà cả cái bác do mấy con hay nhà mấy tỷ phú cũng chưa có những cái cảnh này nữa. Ở sau lưng mình có bốn tứ đại thiên dương. Đừng có tưởng mà ổng là tượng nghe, mà ổng thiệt á. Mà ngồi chỗ nào mà có Phật đâu phải là dễ tìm. Bây giờ con đi vô Ba Vàng Tam Chúc hay mấy cái chùa lớn của Việt Nam ở đây, từ Houston qua Nam Cali đi, làm gì có mấy vị này trong đó. Tại chỗ đó tiền bạc bạc mấy vị đâu có ưa đâu. Ở đây mình ngồi ở đây vừa mát, vừa có cây, vừa có cỏ. Này của thằng Thái làm, bữa nay nó bỏ rồi, nó không có lên nữa. Nó có tập pháp môn gì không biết. Rồi có chư Phật, có mấy vị, có cha, có mẹ, có sư phụ ở đây nữa. Những người nào mà không có nghe lời dạy của sư phụ đúng, đọc kinh Thiên Tâm, về núi lại cho mẹ mỗi ngày trên điện mẫu, cũng giống mình sao rồi á. Còn những đứa mà làm biến tắm rồi, nó không chịu tắm luôn, rồi bỏ, nó sao lãng cha mẹ, sao lãng kinh Thiên Tâm, sao lãng núi Thiên Long Sơn luôn. Mỗi lần nghĩ về đây là giống như là mặc cảm, tại vì con người nó trượt nhiều rồi, là một nó thuộc về một thành phần thế giới khác. Cứ ở dưới thế gian trong luân hồi lục đạo, sư phụ có hứa tất cả những họ thiên mà có duyên sư phụ dễ anh chán á, đưa về trời hết. Nhưng mà những đứa nào mà nghe lời làm đúng lời sư phụ dạy thì kiếp này. Còn những đứa mà làm không đúng thì sư phụ cũng sẽ đưa.
nhưng mà có thể vài trăm kiếp sau á con, tại Phụ đâu có nói ngày giờ đâu, đúng không? Bi chí dũng mà tự đút đút đi, mà mỗi một kiếp mà phải đầu thai thành người Việt Nam, phải biết bò lên Thiên Long Sơn chứ lỡ như đầu thai làm người Ecuador hay là người sao Africa rồi sao biết đường về núi, thì cũng vài trăm kiếp cũng đâu có lâu đâu, vài tỷ năm. Còn đứa nào mà nghe lời vô dạy thì đời này về chảnh một lượt. Đó là lời nguyện cho Phụ, chứ không có quỵt lời hứa, nên nó mới gọi là sàng lọc á. Ok, nãy giờ Phụ cũng già chuyện quá, nói về 30 tháng 4 rồi, ở ngoài kia có ai có gì khơi đề tài hay muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Đây là cái microphone. Ngoài đó có ai hỏi gì cứ hỏi thoải mái. Nó cầm này con, đứa nó cầm ngoài được. Alo. Alo, kính bạch thầy. Kiệt, chứ không có thầy nào ở đây. Ở đây mặc áo này đâu có giống sư áo. Sư phụ, sư phụ. Trời, bữa nay áo bụi đời. Kính tại sư bữa sư giờ phụ, mặc đầu tay nhiều con quá. Con có cái câu hỏi hoài cái những cái lời hồi nãy về thầy cho biết á. Sư phụ cho biết á. À, như con đang bị bệnh cancer mà con muốn sư phụ chữa lành cho con được. Muốn sư phụ chữa lành. Ủa con thấy ở đây có lobby giống như nhà thương Stanford không? Có bác sĩ ai mặc áo trắng đâu, bác sĩ đâu. Sư phụ làm gì nguyện. Sao mà tự nhiên lên đời chi vậy? Sư ở đây đâu có nhà thương gì đâu. Sư phụ cầu nguyện cho con á, cũng như cho bà chú. Tại này nói chuyện dễ thương mặt thà quá à. Lên chuyện. Nó thẳng luôn vậy nè. Chúng ta ai cũng có bệnh hết, nhưng mà sư phụ chỉ có trị được là khi mà nghe cái này từ lâu á, thì phải biết đọc kinh Thiên Tâm thì ở nhà lại sám hối tự nhiên giờ không bệnh. Còn bây giờ đợi tới bệnh rồi mới lên tới đây thì nó tới rồi. Tại vì ở bên cái cõi thế giới chúng ta đó, bề trên cho mình một cái khoảng thời gian để mà ở trên cũng từ từ để mà đổi từ cái xấu thành cái tốt. Chứ còn đột xuất tới đây bệnh rồi sao chữa được. Tại nó đã hiện lên người giống như bị thư ém. Thư ém nó vô trong người chúng ta bùa ngải á, thì nó làm cho chúng ta bị cancer, đau bụng hay là ruột gan rồi này nọ. Thì nó cũng cùng một dạng, nhưng mà phải có thời gian cho bề trên trị. Chứ còn giờ đợi đến nó chỗ ra rồi kêu lên đây trị sao trị được. Sư phụ có thể cầu nguyện cho con cũng như là tiêu diệt được bệnh tật sớm, giúp hẳn. Ôi, nãy giờ mình nói chuyện 30 tháng 4, tưởng đâu có ở đây có mấy nè, chính trị gia rồi nói chuyện 30 tháng 4, giờ thành ra bệnh rồi, cứu bệnh. Ok, để anh chút đi kiếm bác sĩ tới chị. Dạ, cảm ơn sư phụ. Dẫn cho anh chút đi, từ từ đi, để nó làm loãng cái clip này á. Tại mình nên nói, mỗi lần nói cái này là mấy chục triệu người á, coi á, nó lạc đề tài. Rồi ai muốn hỏi gì không? Hỏi gì có liên quan tới 30 tháng 4 á. Miếng này thông vô mũi dễ sợ đã. Này của Ngọc ngàn hoa, Thiên Kim Ngọc, đại tử của sư phụ, dễ thương. Chỗ nó sợ răng của sư phụ nó đen á, cái nó tặng cho hụn mà sáng cho hụn chả biết xài đó làm gì nữa. Nó có cái máy gì vòng tròn á, bữa nay chút thôi chỉ cho phụ xài. Hay là Phật dốt lắm. Xuống đây là bắp cần thân thể. Muốn cà phê biết nó đen răng. Nó cũng trắng lắm. Răng thiệt mà. Nhờ xưa nghèo không có tiền ăn kẹo với cà rem á, cho nên còn hàm răng. Ở Việt Nam sư phụ đâu có tiền đâu. Ngày 30 tháng 4 á, là ngày đó có một lần mẹ nói là do mẹ xoay chuyển để cho xe tăng tấn công vô Sài Gòn rất là thuận lợi, rồi cho Dương Nhân Minh lên tuyên bố đầu hàng để cho không có sự chết chóc nhiều, cho nên cái đó là cũng là nhờ Phật mẫu. Đó là sự thật, mấy vị kể cho phụ nghe. Là ngày đó là đúng ra đó là ít nhất á, mấy con cứ tưởng tượng nha,
dân Việt Nam Cộng Hòa nó đâu phải là hiền đâu mấy ông lính đó. Tới ngày hôm nay người ta nói Việt Nam Cộng Hòa thua trận, mấy ông không bao giờ đồng ý, tại mấy ông chưa bao giờ thua trận. Thua trận là do diều hâu Kissinger bán thảy nước Việt chốt để mà bắt con tôm là Trung Cộng. Đó là do lỗi của Kissinger thời đó, do Mỹ. Chứ Việt Nam Cộng Hòa chưa có thua, tới ngày hôm nay vẫn chưa thua, mấy vị nói vậy luôn, chưa đầu hàng luôn. Mà lịch sử Việt Nam thì nó thua thắng bữa không có ông Việt Cộng qua đây ngồi đối lý số bộ nào đảng viên á. Nó là chưa thua, mấy anh mới là thua. Thua là sao? Mấy anh thua lòng dân. Mấy anh hôm nay một ông mà lãnh đạo mà chết thì dân nó vỗ tay nó mừng. Còn Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa một lãnh đạo chết, trời ơi, cả nước buồn rầu. Có thấy ngược lại không? Vậy ai thua ai thắng. Cho nên cái màn này nó không phải là thắng và thua, mà cái màn này á là một cái lịch sử nhân loại đi vào cho một cái đất nước nhỏ bé mà sau này hình thành một quốc gia hùng cường, thì nó có những cái chuyện thăng trầm và đồng thời nó có những đứa vô minh mà hôm nay sư phụ là người đại diện cho cõi trời xuống để dạy họ mà họ vẫn vô minh. Chứ còn sư phụ mà nói tiếng Mỹ mà mấy thằng Mỹ này nó có lòng tin với cha đó, nó quay quảng hồn á. Còn Việt Nam là giống như giờ coi sư phụ nói chuyện với đám gà, đám vịt trong chuồng, nó có hiểu tiếng của sư phụ nói đâu. Bị nhồi sọ lâu năm. Ngày 30 tháng 4 là một cái ngày rất là, sư phụ phải nói là bình thường thôi. Tại lúc đó chuyện phải tới, nó phải tới. Hôm nay cũng giống vậy, chuyện tới phải tới. Thể chế Việt Nam không bao giờ giữ nổi, Đảng Cộng sản không bao giờ giữ nổi. Hôm nay ai mà còn nghe đâu mà quay đầu biết tiên cơ đó, quay đầu với Thượng Đế thì quả mai còn được sống. Tất cả các đảng viên từ ở Trung ương, Bộ Chính trị và những cái hàng thấp dưới nên đeo dấu thiên tâm thì quả mai không được các chi vị cứu. Tại vì ở xa những vị thần xung quanh đó, người ta nhìn cái dấu thiên tâm nó phát quang ra thì chọn lọc là gì. Cũng giống giờ con đi một cái nơi nào, người nào có cái pass, có cái tờ giấy pass thì dán vô áo để ta phân biệt. Thì dấu thiên tâm hôm nay phân biệt ai là chánh, ai là tà, ai là người có thể bị loại bỏ. Cho nên đảng viên nên tất cả nên phải đeo, từ công an tới bộ đội, dân thường cũng cần phải đeo dấu thiên tâm nữa. Để làm chi? Để được cứu. Đeo đâu có mất gì đâu. Tại vì những vị thần linh hôm nay nước Việt sàng lọc là do các vị thần linh sàng lọc. Mà mình không tin thà, không tin các vị thần thánh thì giống như con người của mình không có linh hồn đi. Mấy ông cũng có linh hồn. Có linh hồn mới có lòng tham, mới mơ tưởng, mơ là có linh hồn rồi. Mơ được tỷ này, mơ được tỷ kia, mơ được xe nọ, mơ được gái đẹp hay something, là phải có linh hồn mới mơ. Mà nếu mà biết mình có linh hồn thì nên đeo dấu để mà qua cái màn này, qua cái cuộc sàng lọc này. Chứ không phải là nói để mà gieo cái đạo rồi thêm người. Giờ có thêm 50 triệu, thêm cả nước 100 triệu mà đeo dấu thiên tâm cũng vẫn là tu hành thôi. Thôi chỉ cần một khổng minh của cái thiên Việt thôi là xong. Thiên Việt chỉ cần một vài người có rất là tài ba lỗi lạc bên cạnh sư phụ với có cha và các chi vị là xong. Còn thiên tâm bây giờ hiện giờ mình có 20 mấy triệu ở nước Việt, mấy gì nói bây giờ có thêm gấp đôi nữa cũng chẳng giúp gì được ở bên cái hội Long Hoa hết. Tại vì tu tập để về trời thôi. Giờ giống như cái tòa xe lửa nó chở 8 tỷ người, nó chỉ cần một vài người trong cái crew team để mà lo cái tòa xe lửa, còn như là hành khách tôi cần là cần người có tài ba để mà giúp phụ về nước. Nên bữa giờ bôn ba lặn lội đi gặp từng cá nhân không ạ. Họ đi vô Á Châu thì mấy những tài ba người ta bay ngược qua bên đó người ta gặp. Thứ năm này họ đi Malago ăn cơm với ông Trump. Cho nên trời ơi, mấy tháng nay không có ngày nào được yên á. Bữa nay hôm kia thì ngồi ở bên Houston phải không? Bữa nay ngồi đây. Tối ngày trên máy bay không ạ. Đi nhớ mấy đệ tử ở Thiên Long Sơn quá trời luôn. Muốn nói gì lấy microphone nói rồi con. Nó
nào nói nhiều nhiều đi để hộ an có sức. Sư phụ đi xa thì nhớ đệ tử, cho đệ tử ở đây cũng nhớ sư phụ xa. Nhớ đệ sư phụ. Con này mình nói cái này để mình nghe để hiểu nha. Hãy cho mình, thưa rất là thực tế, thưa cũng không có ham gì ca hát, cũng không gì. Nhưng mà thầy trò gặp đây á, cũng có giờ, thì mình có nhiều chỗ, mình phải suy chuyển. Cái đang ngồi đây chưa chưa, thầy trò nói chuyện đây thì cũng chán phải không? Thì cũng chạy đi chỗ khác, thì ở ngoài đó có rạn, lên viện mi thao. Mà có một số đệ tử rất là picky. À, cứ thấy thầy mình ra viện mi thao, cứ tưởng là thầy mình ham vui, cứ quay mấy clip len lén, rồi cái đi đưa người này người kia nó sư phụ ham vui ca với mấy đứa này chứ giờ nếu mà con là sư phụ con dẫn mấy đứa này đi đâu, mình không có chỗ đi, mình đi tới lui cho nên những đứa đó là bị chấp đó, con hiểu không? Hồi xưa Khổng Tử là Bồ Tát mà khi thấy một thằng đệ tử mình quẹt cơm dơ ăn còn trách lành, huống chi hàng đệ tử mấy con tu chưa tới đâu hết trơn, sư phụ thương á, để đưa về trời thôi mà cũng không để cho để mà chịu về trời nữa, cứ muốn ở dưới thế gian này lần quần hoài. Đạo của chúng ta là sống ở đời cho đúng một con người, có chức phận, có danh, có tiền, lên lương lên chức. Bình thường ca là xả ra cái trược trong người ra, hít vô không khí mới để cho đầu óc nó minh mẫn, cũng giống như ngồi thiền hít thở. Ca cũng là một pháp tu á, con có biết không? Nhưng mà đừng có lạm dụng nó. Cái gì nó cũng có cái tốt và cái xấu của nó. Nó đổi cái exchange, cái energy á, đổi cái hơi á, con hiểu không? Còn người không biết ca thì ngồi nghe có cái điển thanh sư phụ thì nó cũng là làm cho tinh thần mình thoải mái, thay vì nó làm cho mình ú rũ hay là depression là do cái âm khí nó nhiều. Mà vô gần sư phụ, đứa nào mà gần sư phụ nhiều không có âm khí, mặt tươi như hoa không à. Còn những đứa mà cả mấy tháng mà không gặp, trời ơi, lo gặp lại xám bịch. Còn bây giờ 5 giờ sáng là hụ ngồi thiền ở trên đó. Đừng có ăn gian nha, bấm lên cái hình ngồi thiền đó mà đi ngủ lại là đứa đó cheating, là sư phụ biết á. À, bữa nào mình mệt thì không sao, không cần thiết phải vô, cái nào phải thật tâm nha. Thì bây giờ trên cái đó được cả thế giới sư phụ sẽ dạy cho cả họ thiền khắp thế giới 600-700 đứa trên đó phải không? À, nó sẽ thành cái truyền thống. Rồi lâu lâu á, một trong những đứa phải post lên cái công thức là án chiết lợi chủ lợi chuẩn đề xóa hà. Sáng đứa đệ tử nào mà án cái lắc lắc cái đầu, chiết cái lắc lắc cái mắt đứa nào vậy thằng nha? Hả? Ai như là Phật cũng hay đó nghe. Tại cái đó cũng là thuộc thuộc một cái loại võ công á. Chuẩn lời xóa ha, đúng không? Rồi hai cái tay đánh ra phải không? Thì cái đó ma quỷ nào mấy con đi bất cứ nơi nào cũng không có bị. Thì cái đó là ngũ bồ chú. Ngũ bồ chú đọc nguyên câu á là án lam, án xe lam, án mani, bác với hồng, á chiếc lời chủ lời chuẩn lời xóa ha. Đó là một loại thần chú rất là cao siêu trong Phật giáo mà ngày xưa cho họ học được. Tại vì có ông thầy đó, ông để cái chậu nặng cái chừng không có tới nửa ký nữa, mà khi ông đọc đó, ăn chức là chú lời chân lời số 2, ăn chức là chú lời số 2, ông đọc chừng mấy chục lần mà liên tục, ông để tay nhìn. Cái thù ngồi đó có máy quay phim nữa, vậy mà ông kêu rồi, Kiệt, con lại con bưng lên đi. Trời ơi, thù bưng lên không có nổi, nó nặng, tự nhiên cái thần thông mà ông truyền vô bằng cái bộ chú đó, trời ơi, nó nặng, bưng lên không nổi, giống như là bưng cục đá vậy đó, mà đâu có ai đụng đâu. Rồi cái bắt đầu cái ổng xả thần thông cái thì bưng lên tay một, rất là màu nhiệm mà ít cái lưu truyền cho nhân loại lắm, không có truyền ở ngoài, chỉ có những thầy cao siêu thôi. Tại ngày xưa sư phụ có phước đó, có duyên lập chùa rồi lập miếu, những vị thầy mà có thần thông đó, họ biết sư phụ là Bồ Tát, thì những cái đó sư phụ đã học những tiền kiếp. Thì hôm nay sư phụ mạnh bạo để mình lưu ra ngoài nhân gian. Chứ thường thường á, không có thầy nào mà biết cái này á. Sư phụ nó thiệt luôn á. Hội thiên chúng ta có phước, mà không biết trân trọng sư phụ lúc nào á.
cái này bao lâu rồi? Hồi đó bụng quá. Một tiếng hai mươi ba phút. Có ai hỏi gì nữa không? 30 tháng 4. Thôi, con hỏi đi con. 30 tháng 4 và 1 tháng 5 là người ta nói là giải phóng miền Nam và quốc tế lao động. Bây giờ sư phụ cũng đổi lại cái ngày đó nên gọi là gì sư phụ? Gọi là ngày lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chỉ lịch sử thôi, một cái ngày kỷ niệm thôi. Không có nói gì hết, nó đụng chạm. Gọi ngày kỷ niệm một cái khúc quanh của nước Việt Nam biến chuyển. Mình gọi ngày kỷ niệm thôi. Nó không gì, cũng giống ngày Easter, ngày Luther King ở Mỹ, một cái ngày kỷ niệm thôi mà. Để cho ta nhớ. Sau này sử sách sẽ để đầy ở trong mấy cái thư viện đó. Chứ không có nên là ngày đen hay ngày đỏ, hoặc là ngày quốc hận hay ngày ăn mừng giải phóng miền Nam. Cái đó là danh từ sai hết. Ở Mỹ cũng không có nên gọi là quốc hận. Ở trong nước cũng không có nên gọi là ngày giải phóng thống nhất dân tộc vậy. Không có gì gọi là thống nhất. Thống nhất mà lòng người không thống nhất thì như thế nào? Bây giờ 100 triệu người có thống nhất không? Bây giờ 98% á, dân số Việt Nam á, là muốn lật đổ cái chế độ này á, con có biết không? Cái đó gọi là thống nhất hả? Thí dụ một quốc gia như Mỹ nó chỉ có 1%, chừng 20% thôi là mình đã thấy khủng khiếp. Mà giờ cả dân tộc muốn lật đổ Đảng Cộng sản của Việt Nam á. Mấy con ở ngoài đó người ta không biết, nhưng mà thuộc là người trên cao, mấy vị biết đó. Hầu hết luôn á. Nên những lời thụ nói là đảng viên á, là người coi trước. Bộ chính trị là coi trước. Mấy ông mừng lắm. Trời ơi, ông Kiệt nói giùm tôi. Ông Kiệt đòi thiêu xác của Hồ Chí Minh, xác của Trung Cộng. Tại Trung Cộng nó gài Hồ Chí Minh giả đó. Cái đó xác giả à. Chứ con đừng tưởng là người ta mê cái chế độ đó. Còn sư phụ nói á, không phải sư phụ nói mà về trên nói, cờ vàng á, bay sọc đỏ sẽ bay phấp phới từ Bắc tới Nam trong một thời gian rất là ngắn. Ở Việt Nam ai muốn làm tỷ phú á, cứ mua giấy vàng trước để khắp trong nhà. Còn đừng có mai bay sọc đỏ vô thì không bị bắt. Chỉ thẳng luôn. Cả công an cũng nên cần làm á. Rồi á là để giờ chót á, thì mai bay sọc đỏ vô đem ra bán. Tại cái ngày đó người ta mừng lắm. Để mà rước sáu chị Diêm Hiền về. Không có lá cờ, sáu chị Diêm Hiền không bao giờ dám về. Thì có phải tỷ phú không? Bán một cái, một cái vàng mua luôn. Tôi treo lên cho tôi đã bữa nay từ bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Thì muốn làm giàu thì mà dự trữ giải vàng đó. Sẽ có ngày đó. Chưa ai dám nói kiểu này, có mình vô nói. Nó sẽ sẽ xảy ra rất là sớm. Dạ thưa sư phụ, con tên là Tâm. Hôm nay đủ duyên lành, con được hân hạnh được nghe trực tiếp sư phụ giảng dạy. Nói về 30 tháng 4 thì con sinh năm 1979, không biết gì về độc lập hoặc là chiến tranh. Nhưng là một người công dân của người Việt Nam, con nghĩ là những bạn trẻ cũng sẽ có những câu hỏi như con, là đồng ý mình muốn giúp đồ cho nước Việt Nam, mình cũng rất là yêu nước, nhưng mà mình không biết nên làm gì. Ví dụ nói giúp thầy thì ngoài cái chuyện mà nghe lời thầy, mang dấu thiên tâm, đọc kinh thì ngoài ra mình không biết làm cái gì cho nó thực tế. Thì con mong sư phụ qua lời hỏi những cái hỏi ý này của sư phụ, mong sư phụ chỉ dạy lại cho những cái tầng lớp của tụi con. Sinh năm 1979 là một thời gian dài con được học ở Việt Nam, thì phần nào con cũng bị brainwash về giống như là nâng cao về cộng sản. Dạ, rồi qua đây thì mình mới biết là họ chấm cộng, thì bây giờ mình nên làm mà gì? Chống có lý đúng không? Không phải chống bậy. Dạ, con mình nên làm gì cho nó thực tế, ngoài chuyện mình ngồi mình chỉ nói ô tôi ủng hộ và tôi yêu Việt Nam mà không làm được gì cho nước Việt Nam. Đó là công nhận. Dạ, con thông minh cực kỳ. Bây giờ con hỏi cho tuổi trẻ hoài ngoại, hay con đang hỏi cho tuổi trẻ trong quốc nào? Dạ cả hai, tại vì con được may mắn sống trong cả hai hoàn cảnh. Okay, cho nên là bây giờ con không phân biệt là mấy bạn ở Việt Nam hay là mấy bạn ở đây. Tại vì mình muốn hòa bình cho cả hai bên, thì con không phân biệt hai bên. Con đứng giữa và con tất cả mọi mấy bạn đều muốn giúp cho nước Việt Nam, không cần biết mấy bạn nó ở đâu. Và con nghĩ là ở đâu đó ẩn nấp trong cái sự
phải chiến đấu với cuộc sống hàng ngày, thì đâu đó ví dụ như thấy Trung Quốc ăn hiếp Việt Nam, mình cũng rất là nóng ruột nhưng mà mình không biết làm gì. Cho nên con hy vọng là sư phụ sẽ chỉ cho một cái gì đó nó thực tế hơn. Chỉ nhiều dạ. Nhưng mà bữa nay con hỏi kỹ, hộ chỉ kỹ luôn. Giờ mình đang nói mình cho những đứa trẻ quốc nội trước 18 tới 45 nghe nè. Thứ nhất, bớt đi uống cà phê ngày 4 năm cử, giữ sức khỏe. Thứ hai, bớt uống bia Ruby mà cái thằng Đàm Vĩnh Hưng nó hay quảng cáo trên mấy cái karaoke. Thứ ba là bớt có lo kiếm chỗ ăn chơi. Rất là tại buồn á, rảnh rỗi thì nông nổi chứ thật sự tôi nó không muốn. Mà khi nông nổi thì cái đầu óc cần có cái gì thì bia với cà phê đúng không? Bớt mấy cái đó, tại cà phê uống nhiều ở đau tim lên đường. Tại khi một ngày mà hữu dụng á, mà mấy cái bệnh này mà lòi ra thì sao giúp được sư phụ, giúp được Hội Long Hoa, thì bớt mấy cái đó, bớt ăn nhậu. Còn cái chuyện nó không biết tu thì thù không có dám nói tới, nó ăn cá sống hay là đi bắt cá hay đi giết con này con kia thì mình không dám nói lúc này. Thì bớt được ba cái đó. Thứ nhất, tiết kiệm tiền, kinh tế. Thứ hai, không có nên đi cặp bồ, có vợ rồi thì không có nên đi ngoại tình hay là lén lút. Đó là cái đó về mặt bình thường thôi. Thứ ba, nên có hiếu với cha mẹ trong lúc này. Để về những cái tuổi già mà thiếu dinh dưỡng như nước Việt, thiếu thuốc men, thiếu chất ăn á, sẽ dễ chết lắm. Mà khi sắp sửa sẽ có lũ lụt, nước mặn, thiếu gạo nữa sẽ chết đói. Thì tốt được cái cha mẹ mình ngày nào hay ngày đó. Mua rồi ăn, đâu là mua cái bánh, nó không có nhiêu tiền, cái bánh cà bắp hay gói xôi thôi. Nó chỉ là ý nghĩa, chứ nó không phải là món ngon. Thì cái lòng của mẹ, của ông bà ngoại cũng thấy vui nữa. Mình nên đi về quê, rảnh rảnh là về quê thăm ông bà. Cứ làm những cái công tác như vậy thì nó cũng là một cái nguồn vui. Không có cần đọc kinh thiên tâm, cũng không có cần gì về đạo hết. Tại nó lớn lên nó chưa biết gì. Đại khái. Nhưng về phần muốn giúp được cho Hội Long Hoa, cho Thiên Việt trong tương lai là phải gắng học xong đại học. Tuy là bị nhồi sọ nhưng mà ít nhất cũng có nền kiến thức. Và mình không biết học nghề gì thì cứ học một nghề. Nghề nào trong các quốc gia cũng cần hết. Từ cái nghề nông cho tới cái nghề vi mạch và tới cái nghề design software hay là công trường, ở ngoài đường, cầu đường. Nhưng mà cái quan trọng nhất, mỗi một đứa phải chọn một thứ tiếng. Nhưng mà đừng có chọn tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Mỹ, là hai thứ tiếng quan trọng phải học để sau này giúp được cho quốc gia. Tại những cái quốc gia mà nó sẽ giúp mình là những nước Nhật, nước Mỹ, thì mình cần có những cái người biết nhiều tiếng Nhật, tiếng Mỹ để mình đi lấy những cái kiến thức đó mình đem về cho nước mình, giống như kiến mình. Mình biết chỗ đó có đồ ăn, mình tha về cho tổ của mình. Còn á, chứ không có kia thị người Tạo, nhưng mà tự nhiên nước Tạo bây giờ nó lai giống cả chục triệu rồi, không cần phải học, nó cũng đông rồi con. Tại nó muốn đồng hóa nước mình, bữa giờ đem vô nó cấy giống đầy đó rồi, hiểu chưa? Thì học tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Mỹ để sau này giúp được nước sư phụ. Hồi sao gửi những du học sinh biết mấy cái đó. Thì mình đem những kiến thức chỉ còn một người thôi, giống như Einstein thôi. Mà bây giờ mình có nguyên cái thành phố Silicon Valley này, con có tưởng tượng không? Mình chỉ cần một thằng mà nó thông minh, nó siêu quần thôi. Trời ơi, nó đem về lúc đó nó chế con vi mạch siêu luôn, làm hãng Intel hay TSMC của Đài Loan hay là những cái hãng làm chip của Mỹ là cũng phải phục nước Việt mình á. Cái quan trọng là học tiếng ngoại quốc. Rảnh học tiếng ngoại quốc, thay vì đi uống cà phê ngày ba cử rồi Phúc Long rồi Trung Nguyên rồi cứ ở ngoài đó tụ bè tụ bạn, nó giống như là play time vậy, bài time vậy đó, con hiểu không? Đó là quốc nội. Bớt chửi sư phụ nghe con. Tại con chửi sư phụ mấy gì hai bên vai ghi hết á. Ok, sư phụ xin được ba lần thôi, chỉ bốn lần á là sau này không có theo phò sư phụ được. Sư phụ sẽ là nhà lãnh đạo nước Việt trong tương lai đó. Đừng có ai nên là phạm thượng á, không phải là đùa đâu, không phải là tự cao đâu. Tới hôm nay nói thiệt á, không phải là ảo nữa đâu anh. Tại vì mấy vị thần thánh người ta biết hết. Đừng tưởng là nói không ai biết, đừng có tưởng lên comment chửi không ai biết. Tại cái tâm mình khởi ra là nó đã ghi vô cái lại gia thức đúng không? Sau này mà có gặp mặt đối thủ cũng phải ái ngại á.
nếu là người có tài, người có đức, khi mình phát ngôn mình chửi một cái người đó mà hôm nay mình tới để mà mình phục vụ cho người đó, cái lòng dạ của mình cũng phải ái ngại đó, đúng không? Là bị mất phước, mất duyên cái chỗ đó. Lúc mà sư phụ nhìn khuôn mặt thì nó hiện lên những cái đó, thì mình biết cái người này ngày xưa đã chửi mình nhiều quá rồi. Chửi ít thì ok. Đó, đó là sư phụ nói về quốc nội. Còn quốc ngoại, làm gì làm? Sáng đi học, tối làm bồi bàn, hay là đi làm part time trong trường hay gì hết. Miễn sao có bằng đại học, học nghề gì cũng được. Rồi khi học xong thì cứ vẫn kiếm việc làm ở hải ngoại này. Căn bản cũng vẫn giống như mấy đứa quốc nội, có hiếu với cha mẹ gia đình. Và đồng thời cái quan trọng nhất là những đứa ở tiểu bang xa, giống như Maine hay là New York, hay những tiểu bang ít người Việt á, đừng lấy chồng Mỹ nha con. Ta về ta tắm ao ta, lấy chồng Việt Nam, giàu trong giàu đục ao nhà vẫn hơn. Vì sau này 6 triệu chim hiền sẽ theo cho hội về Việt Nam ở. Bây giờ con có thằng Mỹ con nghĩ nó chịu ở bển cả năm trời mà nó không về thăm ba má nó Mỹ không? Còn nếu mà ví dụ như một đứa ở Hải Phòng lấy một đứa mũi Cà Mau, ô chúng ta cũng là người Việt, hôm nay chúng ta ở Hải Phòng thăm ba, rồi cái vài ba ngày chúng ta đi máy bay vô Sài Gòn thăm má, máy bay bay có 1 tiếng đồng hồ, cũng trong nước Việt. Cho nên ở đây giảm, không phải thủ khuyên mà mình không phải kỳ thị nha con, thủ nói thật đó. Bớt cái đó, muốn kiếm chồng về Thiên Long Sơn thủ gã hết, trời ơi quá trời luôn. Ở đây tài trai tài gái sắc quy tụ về núi này nhiều lắm nè, thấy không? Là bây giờ danh sách thủ về đây tự động gặp nhau đó hả? Vừa hiền mà vừa là tài đức nữa, rồi chúng ta mai mốt cùng đi chung một chuyến máy bay về Việt Nam sướng hơn lắm. Chứ còn lấy đầu nhang mắt anh nó bị chợt khỏe đó. Rồi cứ đi làm rồi chờ, mà chờ không có lâu đâu. Hữu nói là cái đồng hồ đi ngược mà, con thấy đi ngược không? Mới có 2 tuần 4 tuần từ Bắc Hưởng bây giờ dặn tới Bắc Huệ, con biết ngày mai chuyện gì xảy ra tiếp, sẽ có vài ông sẽ ở tù tiếp. Đến khi nào mà cái nước Việt á, là quỷ và quỷ ma Việt ma, lúc đó sư phụ với thầy á, là Phật với trời á, không có việc ai hết. Lúc đó mới bình loạn lại nước Việt. Rồi tự nhiên á, về mặt đời á, chính trị xáo trộn thì ảnh hưởng tới kinh tế, ảnh hưởng tới chén cơm của dân. Người dân á, lại khổ thêm á, hạn hán miền Tây á, rồi lại thêm á, Sài Gòn không có buôn bán gì được, thằng bán vé số bây giờ đi cả ngày cũng chẳng ai mua tờ vé số, rồi cái mệt rồi chết bờ chết bụi ở ngoài xó dĩa hè, nó không có giống như thời xưa nữa. Cái người ăn xin bây giờ đi xin cả ngày cũng không có được gói xôi nữa. Cái người giàu bây giờ á, còn sợ sệt, không có dám xài tiền, tại xài tiền là bị chứ, ở Việt Nam ai có tiền mà có tội nha, chẳng ai có tội hết á. Rồi trong mắt sư phụ cả bà Lan, bà Rồng Lửa và con Mimi gì á, tất cả đều không có tội hết. Có tội là do tụi nó muốn, ai có tội là có tội. Thằng nào mà có tiền đưa tao là thằng đó không có tội. Cái xã hội nước Việt bây giờ là vậy, ai có tiền là người đó có tội, ai giấu tiền cũng có tội, nó biết được là có tội. Một cái xã hội như vậy gọi là gì? Một đảng cướp. Cướp được mấy trang vậy không? Nhà nào có tiền nó tới nó gõ tủ sắt. Mấy này cướp chánh đáng mà không? Cướp có giấy lệnh đàng hoàng, chứ mà cướp dí súng vô đầu. Nó tương tự như cái hình thức nó giống vậy. Chết cha chửi nhiều quá không? Việt Nam bác Tô Lâm có đón mình không bác? Tôi quen với vợ ông á, bà Loan á, xưa phụ Việt Nam á, chị Loan Hà Nội á, bà vô Sài Gòn bà rước chở phụ đi chơi. Lúc đó ông tướng Phạm Văn Trà gì cái ông bác bên nó đông lắm, họ tôn trọng lắm. Giờ bữa giờ phụ nó thiệt quá, biết còn tình bạn bè không? Đến nhà nó tức à, nó bụng quá.
những cái đài, những cái kênh họ tốn rất là nhiều tiền, mà thấy người nói chuyện mới ăn mặc số hộ là quẹt như gói xôi vậy, mà nói là 6-7 cái điện thoại vậy mà lon rộng cả thế giới. Mình vừa không có tốn tiền mà lại hữu hiệu nữa, thấy không? Mà dân được hiểu được chuyện nữa. Chứ mấy cái đài SBTN, mấy cái nó chỗ tụi nó là vàng của nó ghê gớm luôn. Kỹ thuật gia rồi chuyên viên này nọ, chuyên viên kia. Nên trả lời câu của con hỏi là con có hiểu rồi phải không? Là ở Mỹ rồi, Việt Nam rồi. Giờ con hỏi tiếp đi, con hỏi được đó. Hỏi tiếp. Khơi lại đi. Con hỏi để cho Hữu có thời gian để mà nhai xôi. Tại gói xôi này nó nói cũng thêm được 15-20 phút. Nó cầm hơi á, có thật thì mới nói được. Thì cũng được 15-20 phút, biết đâu cái gì nó nhảy trong này. Tại khi Hữu nói chuyện á, là những cái gì nó tự ý nó nhảy ra thì Hữu mới nói. Thì trong đó có những cái có rất là nhiều người cần. Dạ, khi sư phụ đang ăn xôi thì con có thêm hai câu hỏi. Dạ. Một câu hỏi á, là tụi con rất là có nhiệt huyết và có tâm và muốn góp một cánh tay với sư phụ, thì làm sao những bạn ở Việt Nam họ làm như thế nào để có thể góp được bàn tay với sư phụ, và ngay cả những bạn ở đây giống như con được gần ở đây thì con may mắn vậy, mấy bạn ở xa thì phải làm như thế nào? Cái là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai có liên quan tới cái sự tâm linh tí xíu, là sư phụ nói là sẽ có 3 ngày trước khi cái tiếng sấm cuối cùng thì sẽ có 3 ngày mưa gió, thì những cái đó là nó sẽ xảy ra ở đâu để giúp cho những cái người đó họ sẽ chuẩn bị? Nãy giờ con nghe nhưng con chưa hiểu là sẽ ở đâu. Con cảm ơn. Okay, trả lời câu trước thì bộ cũng thường nói hồi nay mình làm cách mạng hay mình độ chúng sanh, không có cần phải lên quảng cáo đi đến chùa này chùa kia để tạo số lượng đông để mà thu nguyên góp. Họ Thiên chúng ta là một đoàn quân của Thượng Đế xuống trần để làm một cái chuyển một cái công thức từ đời sống cực khổ chuyển qua thành một đời sống vàng son. Chúng ta chỉ cần cái điện thoại của con đang ngồi trong vòng một phút, con nói lên những cái ý tưởng từ tâm của con, hiểu về Thượng Đế, hiểu về cha trên đó. Ngoài kia có những người thương con, và con là người có uy tín, thì con có thể độ được cho biết trong một giây đó. Họ chụp được cái Facebook của con thì là con có đại công đức. Đó là quốc nội hải ngoại nên làm. Để mà độ chúng sanh bằng từ tâm của mình. Cha cho tất cả mọi người đều có cơ hội để mà... Bây giờ con có cái ngọn lửa, cái đuốc. Ví dụ này là cây đuốc. Thì cây đuốc của con á, muốn cho những người kia sáng lên để đốt cái màn vô minh của quả địa cầu này, nó đang tối kỉnh đúng không? Thì con phải là người đi châm lửa để mồi lửa. Nó cái công thức là như vậy. Thì con phải làm Facebook, YouTube để nói lên những cái hiểu biết của mình. Thì không có nói về để truyền đạo. Thì là người rất là thực tế. Nhưng mà ở trên nói vậy, tạo công đức đi, vừa dạy người mà dạy cho mình. Khi con nghĩ ra một cái gì hay thì con là người khôn hơn chút. Còn ngoài kia thì người ta có nghe được, người ta khôn hơn thì cũng là niềm vui của con. Còn hơn là mình là một cái bà xề đầu óc bù xù, ly cà phê cũng không thèm uống, ra tứ cây cũng không gặp, ai cũng bọ bọ, rồi depression, không có làm gì hết. Là người tự kỷ, là người ích kỷ, là người bị ngã chấp. Con không muốn một người bị ngã chấp, muốn một người hữu dụng. Thì mình phải lập một cái kênh YouTube, Facebook nói về Thượng Đế, nói về những cái gì mình hiểu biết của thời nay, nói về những cái sự bất công, và bao nhiêu văn chương làm thơ gì của con cứ chỗ lên hết. Sư phụ đang coi từ đứa trên mạng á, đứa nào mà biết làm thơ, làm này làm kia, sư phụ sau này sẽ kêu tụi nó về á. Tại vì cái cơ hội mà sư phụ còn đang rảnh á, để coi đứa nào tài hoa cái nào là bằng cách đó thôi. Chứ còn cái bây giờ sư phụ gặp cả đống đứa mà nó không có nói chuyện gì hết, tôi cũng chả biết nó tài cỡ nào nữa, có hiểu chưa? Cho nên phải lập kênh Facebook, YouTube và nói lên cái hoài bão của mình. Chân lý ở đâu? Chân lý không phải là đồng tiền,
chân lý không phải là một thằng chồng rồi kiếm cái nhà rồi cái hai đứa con rồi cứ đi về cái sinh năm hai tuần, đó không phải là chân lý, đó là một cái hạnh phúc phù du giả tạm của thế gian. Và có một ngày chồng mình cũng bị bệnh, con mình nó lớn lên nó cũng không nghe lời mình, thì lúc đó đó túp liều lý tưởng cũng thành ra là cái địa ngục trần gian đó. Chỉ có cái niềm tin tâm linh, chỉ có niềm tin với trời Phật với thượng đế, chỉ có niềm tin hoài bão để mà làm lợi cho hàng trăm triệu người bên đất mẹ đang cần mình, thì đó mới là chân lý thật sự. Gắng nhớ. Còn câu thứ hai, có hai con hỏi là con hỏi gì chưa? Có hai hỏi gì ta? Ba ngày mưa gió thì xưa giờ tiếng sấm nổ ve sang hà biến động, thất tướng chừng quỷ lộng sang hà, chừng nào thất tướng lộ ra thì chừng đó nước nhà an yên. Và đồng thời cũng Đức Thầy cũng có nói, khi mà ba tiếng sấm nổ thì đền vàng địa ngọc sẽ nổ ra, Minh Dương sẽ về dựng nước, anh hùng sẽ ra về lần lượt, đó là Phù sẽ về. Thì Phù cũng cần ba tiếng sấm đó đó. Kinh điển nói không bao giờ sai. Người không hiểu về kinh điển thì cứ cho là mơ hồ. Nhưng mà bây giờ tới ngày hôm nay, tại vì con người của họ trình độ giống như gà dịch ở ngoài chuồng vậy đó, làm sao hiểu được Phượng Hoàng ở trên cao nói chuyện đâu. Giống như con ếch ngồi đại giếng, nó đâu có bay tùm lum để nó biết. Thì đa số là họ là vậy, đám ếch mà đại giếng. Thì tiếng sấm nổ sẽ nổ, mà nổ ở đâu? Chứ nổ nước cắm, nó đâu có nổ tùm lum đâu. Thì núi Cấm nó có đền vàng địa ngọc. Mỗi tối sư phụ ngồi thiền, sư phụ cũng đi về cái đền vàng của sư phụ trong đó mà. Cái là Minh Dương nước Việt mà. Thì sư phụ có hai chỗ, ban ngày thì phụ ở đây, ban đêm sư phụ về núi Cấm, nổ tại núi Cấm. Trời ơi, sôi nè. Ăn cũng ngon. Ồ, bữa nay thiền tức mai mình đẹp gái quá ta. Những đứa mà khi mà đi lệch đường á, trước tiên nó không còn thích nghe cái âm thanh của sư phụ nữa. Tại cái mai nó đã bấm lộn địa chỉ rồi. Rồi từ từ nó sẽ sao lãng kinh Liên Tâm, rồi sao lãng luôn cái núi. Thì thôi sẽ trở về cứu những đứa họ thiên đó. Nhưng mà vài trăm lần sao. Còn lần này, tại vì khi mình trong cái lòng của mình không còn trân trọng với không còn tôn kính, và không còn giống cái ngã của mình nó lên đó, thì nó là có những cái hiện tượng đó. Rất là khó. Cho nên mới gọi là sàng lọc cuối cùng. Thái tuần rồi mới lên cắt cỏ đó, chứ không phải không có lên. Mới là thứ hai. Sư phụ có Mỹ 5-7 nghìn đệ tử khắp thế giới. Trong nước Việt hiện giờ khoảng mấy chục triệu người. Thấy ai đâu đeo dấu thiền tâm là đệ tử của Thiền Tấn Kiệt. Tuy không có gặp nhau, không có dễ anh chán, nhưng mà hướng về Đông Bắc đều là đệ tử. Tại sư phụ là người lập ra cái đạo, cũng giống bây giờ đạo Hòa Hảo là sư tổ là lập. Thì ai đạo Hòa Hảo cũng là sư tổ, là sư phụ. Thì sư phụ là người lập ra đạo Thiên Tâm. Thế giới này không phải ai cũng có thể lập đạo đâu á. Chỉ có con trời mới có khả năng lập đạo, mới có kiến thức và biết nói là những cái gì mà nhân loại không biết, mới lập đạo được. Còn những như thầy chỉ học trong kinh rồi nói qua nói lại chỉ vậy thôi, mấy thầy không có thể nào dám lập đạo. Mấy con phải ghi nhớ. Đạo Thiên Tâm ra đời của cái màn này để cứu nhân loại. Đạo Thiên Tâm là đạo duy nhất trong tương lai để thống nhất tất cả các đạo. Mà họ cứ mượn danh của Thượng Đế mà họ cứ đấu qua đấu về, giết qua giết lại ở bên Trung Đông á, thánh chiến á, ôm bom tự sát á,
cả đạo Phật 2500 năm cũng vẫn chưa có đoàn kết. Bà chị giáo hữu bà đâu có tin Phật bảo em là thiệt đâu, mà bà tu cả đời, con có tưởng tượng gì không? Bữa chùa Thu Ba về, à giáo hữu nói chùa này em bỏ tiền sao em để tượng Phật bà em, nó bảo em đâu có thiệt, bên khất sĩ người ta không có tin, bên cũng không có tin ngài Địa Tạng là thiệt, cũng chẳng tin Phật A Di Đà là thật. Thì huống hồ chứ một cái đạo mới như Thiên Tâm ra đời, nó có mới thì mới thay đổi được cái cũ. Chứ còn nếu cái cũ thì cần gì phải thay đổi, con hiểu không? Phật Thích Ca có nói mà, sau này chuyển lên Thánh Vương, ngài sẽ nói theo cái ý của ngài, và đồng thời nhân loại cứ từ đó sẽ thay đổi cái tư tưởng đời sống. Nhưng mà Tam Đại Tạng Kinh, những cái process, những cái triết lý thì trong kho tàng của Phật giáo là xài chung, đó là một cái triết lý chung mà. Giống như Google vậy, là của chúng, nhưng mà ai muốn bấm cái gì thì tự nhiên vô mình bấm thôi. Thì triết lý của Phật là vậy. Nhưng mà đạo chúng ta là chỉ có cha thờ Thượng Đế thì mới thống nhất được. Tại vì Ấn Độ cũng là Phạm Thiên là Thượng Đế, Hồi giáo Allah cũng là cha, rồi bên Công giáo là Đức Chúa Trời cũng là cha, còn Thiên Tâm chúng ta Thiên Lộng Trời cũng là cha. Tại cái tiếng nói của thế gian mình nó là khác thôi. Cũng giống như bên Tây Tạng kêu là Phật Di Lạc là Mejada, còn bên Công giáo gọi là Messenger là Messen, là cũng là một người. Tây Tạng nó gọi Phật Di Lạc là Mejada Buddha, thì nó dịch từ những cái tiếng Latin ra đó, là cũng là một người thôi, Chúa Giê-xu thôi. Chú Hữu là có cái nghề trên trời. Tại vì lúc mà cha mẹ luyện ra sư phụ bằng tư tưởng gọi là quá sanh, một thiên tử, thì cha muốn thằng con này nó như thế nào để mà giúp cha đi khắp vũ trụ để mà lập đạo. Ồ, cái thằng con này nó phải có từ bi, nhưng mà nó cũng phải có dũng, và đồng thời nó cũng phải có trí tuệ. Ba cái nó cân bằng thấp lên cao, mà ba cái mà ở cái level thấp mà không nghiêng, không có điệu nhau cũng là nghiêng ngửa. Lên tới thằng cao mà ba cái mà không điệu nhau cũng nghiêng ngửa. Giống như luật sư nó rất là trí tuệ, luật sư nó rất là dũng. Giống như mấy mình bắt tôi làm trí siêu quần luôn, đập một cái một là hai ba ông lọt đài. Rồi dũng ông cũng dũng nữa, nhưng mà từ bi ông có, cho nên thành ra đẳng cướp. Con hiểu không? Thì cái phụ là khác. Cha giống như là đẹp phụ sinh con chip á. Thầy phụ là người làm di mạch, phụ nói chuyện di mạch đi. Khi con đẹp phụ sinh vô, đầu tiên con bỏ cái layout ra, con vẽ đường mạch điện trên đó, con vẽ mấy cọng vàng vô. Thì cái lai thứ nhì làm được cái gì, lai thứ hai làm gì, thứ ba gì. Khi con chip á, con nhìn nó giống như cái thành phố vậy đó, nhưng mà khi mà con cắt cái nhỏ đi vô điện thoại nó một cái thì thấy được, nghe được rồi đại khái. Thì sư phụ cũng vậy, lúc mà cha mẹ tạo thủ cũng y như tạo cái con chip vậy đó. Ok, cái thằng con này nó vậy, bây giờ kêu sư phụ làm ác sư phụ không thể nào làm được. Tại trong người sư phụ không có cái đó, không có cái cấu chất đó. Kêu sư phụ chỉ có từ bi thôi. Ai muốn làm gì làm, ai muốn thấy chết trước mắt của ai làm cứu, cứ đổi thừa là tại nghiệp của họ. Sư phụ làm có được. Từ nhỏ sư phụ thấy ở xóm này mà thằng này nghiếp thằng kia là chết dịch, sư phụ dễ vòng tròn á, bắt nó đánh tay đôi. Mày mà thua tao á, tao giật mày ra khỏi cái vòng tròn á, là mày không được hiếp thằng kia. Là cái máu anh hùng từ nhỏ nó như vậy rồi, lớn lên cũng vậy. Có từ bi thì không có lòng tham. Từ 10.000 đô cái thẻ credit card mà lập lên một cái sự nghiệp, rồi có tiền cũng không có biết tham nữa. Là tất cả chúng ta, mỗi lại giao thức chúng ta đều đã được lập trình sẵn rồi con. Cho nên bữa cha về, cha nói khi mà cái màn này hết bất công, con về trời một thời gian nghỉ ngơi quá, không giống như vacation vậy đó, và con sẽ đi tiếp, đi qua những cái thành tinh khác họ đang cần con. Tại ngoài kia nó có 3.000 cái thành tinh, chứ không phải chỉ có trái đất mình đâu. Còn bà sư mẫu, bà công chúa, em yêu anh quá, thương anh quá. Bữa hôm đi ở Châu, cái bảo nhà bà khóc hụ hụ. Nay giờ muốn đi nữa thì bà nguyện thệ đi, sau này tôi làm người thằng lằn, bà cũng làm người thằng lằn, bà chịu không? Bà không có đẹp gái như người trái đất này nữa, mà da rồi nanh nuốt nữa. Bà nói người ta làm sao mình vậy thôi.
Cho nên đệ tử nào có lập nguyện thời theo sư phụ đi từ thành tinh này sang là tinh khác thì phải lập từ bây giờ á. Có vài đứa nó lập hằng lăng thì mình là lăng lăng, còn người xám 4 feet thì là 4 feet. Tại vì chúng ta nhìn này, nhưng mà ở gia chúng ta bữa nay ngày mai khác đúng không? Rất là dễ vỡ. Người kia người ta không có bị như vậy, nhưng mà người ta nhìn ngược lại mình đây á, trời ơi má nhỏ gì mà xấu, tự nhiên tóc đen dài, người đeo mắt kiến, người mặc áo đủ màu. Người xám nó đâu cần mặc áo, nó nách kịch luôn mà, không mặc đồ luôn thì nó nghĩ là đẹp hơn. Cho nên cái đẹp cái xấu á là do cái chánh kiến và cái ý nghĩ của mỗi người, có nghe hiểu không? Vì tại sao có một người có thằng chồng xấu như ma mà lại cưng như cái gì? Tại sao có một người có thằng chồng rất là đẹp trai, hiền lành, từ bi, đức độ mà lại không có trân trọng? Cái đó cũng là do cái hai cái chemical nó không có hòa hợp với nhau, do hai người không có cái phước và cái duyên đó. Con có hiểu chưa? Cho nên người này thích người kia là nó có cái duyên tiền kiếp nó mới có. Không phải muốn thích ai là thích được đâu. Và cũng không phải mình muốn ghét ai là mình ghét được đâu. Mấy con học theo sư phụ phải hỷ xả mấy cái đó. Một người gặp một người, một chuyện rất là khó. Tại vì ngoài thành tinh, ngoài vũ trụ á, nó bao là, nó có nghìn tỷ người, chứ không phải 8 tỷ như quả đi cầu mình. Mà hôm nay thầy trời chúng ta còn ngồi ở đây như vậy, là mình đã có đại phước, đại duyên, mình đã có nguyện thời, và mình đã từng gặp nhau ở nhiều đời tiền kiếp rồi. Mình hôm nay mình mới ngồi đây. Kể nổi nữa đây đệ tử. Hỏi để thuộc thì giờ nhai cút xôi cho. Trời thông minh quá mà. Sau thế chiến thứ 3 thì đất nước nào sẽ bị mất tên ra khỏi bản đồ thế giới? Nó cũng khôn. Để chạy, con hỏi câu gì đi. Con biết là có một vài bạn, mà con nghĩ là rất là nhiều bạn, nếu mà họ thành tâm, họ muốn làm đệ tử của sư phụ thì phải làm sao? Trong đó có con. Mấy đứa họ thiên trên Facebook với YouTube post lên cái bài mà khấn nguyện mà lập thệ với cha đó, từ vô thủy sản gì đó, mấy cái bài thiếu gì. Đọc cái bài đó quay về hướng đông bắc, nếu mà trịnh trọng á, là 12 ly nước 12 cái bông, nhớ quay về hướng đông bắc nha, cổng thiên đình ở đông bắc. Hôm nay con tên là Tô Lâm, hôm nay con hối hận, con muốn làm con của ông trời thì con là Thiên Lâm. Thì quay về hướng đông bắc lại một cái, rồi đốt 12 cây nhang là xong. Từ đó là cha xót tội hết, là về trời, từ Tô Lâm thành Thiên Lâm, hiểu chưa? Giống như Bác Trọng vậy đó, Nguyễn Phú Trọng, bây giờ sư phụ sinh cho ổng là Thiên Phú Trọng, rất là dễ. Còn thí dụ như chồng mình đạo khác nó không thích, thì mình lén bữa nó không có ở nhà đó, mình quay về hướng đông bắc mình làm xong mà nó dễ đâu biết. Thì trả lời câu của con. Còn trả lời câu của đại tử này, sau đại chiến thứ 3 nước nào còn nước nào mất? Chứ mà không có chính xác, nhưng mà cái Ring of the Fire nó chỉ còn lại 18 nước. Nhưng mà cái nước Mên và nước Lào á, hôm nay á, nó làm cái kênh gì, nó kêu kênh gì con? Kênh Phù Nam. Ngày xưa sư phụ là đại đế Phù Nam. Đây, thành An Cư Quát là sư phụ xây. Ở ngay vùng của Đồng Tháp là bao nhiêu cái đền đài ở dưới là của tài sản của sư phụ thời đó, cha kêu làm. Cho nên sau này sư phụ sẽ thống nhất lại cái vùng đó giống như Phù Nam thời xưa vậy đó. Chân mệnh thiên tử muốn gì là được đó, con có biết không? Cho nên những ông thần đó, đó là sau này nước Miên trở thành nước Việt, nếu mà trong đời sư phụ làm được. Không làm được, sư phụ cũng không có cam đâu. Nhất định sư phụ lấy nước Miên và nước Lào. Và đồng thời không có để nó làm cái kênh Phù Nam để mà nó làm mất cái phong thủy của nước mình đó.
có những chuyện mà sâu xa thì không có nói, tại con hỏi thì thù nói thôi. Thù làm vua nhiều đời lắm, chỉ có 100 năm sau tới thử đóng phim nè, cũng giống như Tom Cruise hay là cũng giống như mấy tài tử ở Việt Nam á, ngại đóng ba ông phim đó. Hiện giờ thù đang đóng phim nữa nè, phim này là phim Thiên Long Sơn, phim Thiên Tứ Kiệt, chứ mấy cái phim thời xưa vui hơn. Thời xưa thù có quy quyền hơn quá không? À, nói một cái là trời ơi biết nhiều quân lính. Còn bây giờ phim này hơi buồn, đại tử mình nó đá mình như trái banh vậy, đừng nói làm chi mà ấy. Trời ơi, nó suýt, đứa này nó vẽ giống như là cù hèo, cù lê, ba lê vậy đó, nó đưa qua đứa kia suýt. Rồi lúc đó thì nó tăng tuổi thọ mà lên, cái đưa banh cho đứa kia đập xuống. Tôi đâu có muốn mấy cái vụ đó. À, tức là một bên thì tôn trọng, một bên thì chà đạp, phải không? Cho nên đại tử bây giờ nó mưu mô đủ kiểu để mà nó đập cho hụt tan tành. Tôi biết cái năm nay, biết không? Rồi để thử lòng người thôi, sao biết được không? Chỉ có những đứa đại tử nó không có hiểu mình chưa tới. Thì thôi đợi dài 300 vòng đi, thì thù cứu mấy đứa con. Trên đời này ai muốn khấn tuổi thọ ai cũng phải hỏi ý người đó. Chứ không phải thử cũng làm. Vậy thù nói ngày mai tất cả họ thiên lập đàn tràng khấn cho thiên hàng Nga sống 100 tuổi là bảo đảm ngày mai hàng Nga chết liền á, tại nó không có đủ phước. Rồi cái gặp nhưng mà nó mà bị chấp cái đó nữa cái là nó cũng chết, tại vì cái thái quá đã quá, người ta khấn cho mình đã. Ngày đầu tiên là sư phụ tâu về trời liền, đây là không đúng, something wrong. Rồi cha nói con hay thiệt nha, con phát hiện hay thiệt. Thử cái lòng coi thù có ngã không á, tất cả đều là bài học. Trên đời này con để nhớ, mình có một thượng đế duy nhất, một sư phụ duy nhất, một thiên tướng kiệt duy nhất, một thái tử thiên đình duy nhất, là con đi đúng. Không bao giờ có người thứ hai trên quả địa cầu này. Và nên nhớ những lời thù nói, những chuyện thù làm, nó có cả cái hội đồng chư Phật á. Chẳng lẽ cả triệu chư Phật làm sai? Chẳng lẽ cha làm sai? Suy nghĩ đi con. Bộ mấy gì không biết hả? Mấy gì biết hết. Chẳng qua là nó cũng như cái câu chuyện thù nhắc khéo mấy con á. Khổng tử á. Với ông thầy mà ông chạy cái suối ông ôm nhỏ không có mặc đồ lên cứu á. Thôi làm gì chuyện của vô hữu. Mấy con đừng để ý. Làm mấy con nhiều chuyện không để ý. Tử đó đâu rồi ta, không hỏi nữa. À, nãy đệ tử nó bị bệnh gì vậy? Cái nó tô cái bồng như nước gì nữa nữa. Bồng gì không nữa. Chuyện rất là đơn giản. Một người hiểu lầm sư phụ là người ảo thì cũng không nói. Chục người cũng không nói, trăm người cũng không nói, nghìn cũng không nói. Mà giờ cả quốc gia từ Nam tới Bắc mỗi ngày âm thầm theo thiên tâm mấy nghìn người. Bộ họ không có đầu óc hả? Suy nghĩ đi. Chẳng qua là họ xưa nay họ bận rộn á, không để ý. Bây giờ họ để ý, họ quản hồn. Còn lời thật, việc thật là nằm ở trên mạng hàng năm năm nay rồi. Nó nên nhớ. Mà những đứa có duyên, có phước đó, là nó phát hiện từ đầu. Cũng giống như con là phát hiện được, giống như An Giang, khô nước. Có một người phát hiện được đó có cái giếng nhỏ xíu, nhưng mà nước ngọt nó lên.
mà đâu phải cả cái vùng đó đang khát nước mà biết được chỗ đó có giếng. Con hiểu không? Thì những đứa đầu tiên biết được cái giếng này thì có phước từ đó tới thời nay. Nhưng mà những đứa nó không đủ phước. Phước hay không là do cái sự tu tập hàng ngày đó. Bởi vì lâu nay thù không nói nữa, đứa nào bỏ có kinh thiên tâm thì đứa đó tự động xa lánh thù. Tại trong đó có 36 lại, trong đó có những lời của cha mẹ dạy trong đó. Cả những đứa mà không ấy, cả những cái chuỗi đen á, thù tặng á, nó cũng dục bỏ không biết. Tại vì khi cái tâm nó thành tà rồi đó, nó không còn biết trân trọng nữa. Giống giờ con không thích một ca sĩ nào mà người đó nói chuyện con rất là irritate, và đồng thời con cũng không muốn giữ cái gì của người đó. Nó cũng tương tự như vậy đó. Con có thể nhận dạng là rất là dễ. Ung thư não hay ung thư gì? Okay, cởi cái nón ra. Án triết lợi chủ lợi chuẩn đề xó ha ung thư ngực ha, hai kêu ham làm đẹp không làm lẽ sao bị. Nhưng mà thời kỳ mấy vậy thì thẻo bỏ nó cho rồi đi. Rồi, và con tên gì? Nói lớn lên cho mấy vị đây nghe. Con tên Hồng. Thiên. Tên gì Hồng? Có họ Thiên chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Rồi cứ nói tên thiệt. Hỏi gì? Dạ, tên Nguyễn Kim Hồng. Mấy vị giúp cho Nguyễn Kim Hồng. Tại vì Thù không phải là người cứu Thù, chỉ là người ra lệnh cho mấy vị cứu, mấy vị đứng đây đầy nè. Rồi đó. Nguyễn Kim Hồng. Cảm ơn. Trời ơi, chưa có họ Thiên mà kêu bằng sư phụ nha. Làm thế nào được thì lên trên điện mẹ rồi tự nhiên là lấy chữ hội thiên là thiên hồng thôi là đệ tử rồi. Rồi kiếm cái dấu trên online nó cho thiếu gì á. Ok, nãy giờ xong bữa nay ngày 3/4 tóm tắt lại. Hôm nay là ngày 49 năm lịch sử. Thì lịch sử 49 năm nay nước Việt thụt lùi lại 49 năm. Ngày xưa trước 75 Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông, hôm nay là Cục Than Viễn Đông. Thua tất cả những nước xung quanh, cả Hằng Miên Lào mình cũng thua. Mấy con có cảm thấy nhục không khi mang họ Việt, mang tiếng Việt trong người? Nhục không? Nhục quá đúng không? Bốn mươi chín năm không có tiến bộ mà đất quốc gia đi sụp lùi, đó là một nỗi nhục của toàn thể người Việt hải ngoại quốc nội. Nhưng mà trong cái nhục đó cũng có cái thử thách. Trước khi Thượng Đế đã giao cho một cái quốc gia nào sau này thống lãnh thế giới thì đều phải tận cùng xã hội. Cũng giống như một đứa con á, như Cinderella tắm cám vậy đó, cũng giống như sư phụ vậy. Qua Mỹ chịu cực cùng thống khổ của nhân loại. Sau này sư phụ biết sư phụ thiên tử. Lúc đó sư phụ hỏi mấy vị đó, tại sao những cái người giàu có họ cốt rất là bình thường mà họ giàu? Cái đó là tiền kiếp họ có phước, họ hưởng một đời, nhưng mà họ không phải là con. Con xuống đây để dạy học, và con xuống đây để chuyển một cái xã hội nghèo khổ thành một cái xã hội phồn hoa. Thì con phải học khổ, con phải bị ái ố hỉ nộ ô đủ chuyện hết. Rồi con phải ngủ ngoài đường, con mới biết thương người homeless, đúng không? Chứ giờ mấy thằng giàu nó không có ngủ ngoài đường, nó đâu biết con. Nửa đêm á, sao phụ ngủ ngoài xe hả? Mấy thằng homeless nó còn khổ sư phụ, tại nó ghiền xì ke, nó ghiền thuốc. Nó giống như cái đầu của nó bị bệnh á. Cái một tiếng hồ nó lại xe sư phụ nó gõ cửa. Mày có ống quẹt cho tao mượn. Đầu tiên nó hỏi thuốc. Cái mình nó tao không có thuốc, không tao không có thuốc. Cái nó bỏ đi. Cái đi vòng vòng rồi 2-3 tiếng cái mình ngủ cho lại.
nó gõ cửa tiếp. Mày cho con vẹt cho nó mượn. Ông nội nó đi ngủ bụi thôi á, mà ngủ không yên với tụi nó. Trời, ban đêm mấy con không biết á, mấy con mà ngủ ở quanh My Square Park miền Nam Cali á, trời hôm lét đầy luôn á. Hồi xưa là quanh My Square Park thường ngủ bụi, hồi cũng đi học á, cho nên 513 câu có đó. Đâu phải đi ngủ bụi mà được yên đâu. Ấy đạo Phật khổ lắm. Con tưởng mấy hôm lét nó sung sướng hả? Nó lo lắm. Bữa nào mà trời mà mưa mà lạnh thôi là tụi nó kiếm cái góc mà nó dành nhau á. Đâu có nhiều góc đâu, con có tưởng tượng không? Góc dưới gầm cầu á, cũng thằng nào cũng chạy tới trước, này đi sau cũng dành á. Bốn mươi chín năm nước Việt đi thụt lùi, lùi và lùi nữa, mà lùi đến nỗi hôm nay quốc tế cười. Trời ơi, bốn mấy tỷ mà ăn cắp tiền quốc gia mà chả ai biết. Ở Mỹ này mà coi đụng tới một nhiêu ơi, triệu thôi, ở tù cho gục xương á con. Cho nên báo Mỹ bữa giờ đăng cho nó cười. Một cái nước nghiền ngộ, nghèo sát dây cương, dân thì không có nhà thương, không có thuốc, mà hố lộ với là gian lận 40 mấy tỷ. Quá trời. Thì một cái xã hội cùng cực như vậy, để mà sau này tất cả các con của dòng giống Lạc Hồng mới học lại những cái bài học này. Sau này những cái thư viện vẫn để sách của đảng, vẫn giữ tượng của Bác Hồ lại, nhưng mà bên đó song song để trứng gà thúi với cà chua cho ta liệm. Không có được đập nghe. Thôi chơi nhiều chiêu lạ lắm, để cho nó nhớ. Còn để Võ thì Sáu nhỏ khùng á, thành anh hùng rồi bắt học đường mấy đứa nhỏ học á, nhỏ thật sự bị mental, bị khùng. Còn Nguyễn Văn Chổi bị tử hình ở Mỹ, nó chiếu hai phim. Cái thằng thiệt á té đáng quần, còn cái thằng giả thì đã đảo đế quốc Mỹ. Trời ơi, Việt Cộng kiểu nào cũng nói láo được á. Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng á. Câu đó có ai nhớ không? Bữa mình nói đó hoài. Ok thôi, kết thúc của bữa nay là ngày kỷ niệm 49 năm ngày nước Việt đi thụt lùi. 49 năm. Mình 49 năm, thụt lùi 49 năm. Sau này mình chỉ cần 3 tới 4 năm thôi là nước mình trở lại bình thường. A Di Đà Phật, hôm nay chỉ có vậy thôi, xin kính chào tất cả. Sắp sửa đổi khổ. Nhau. Bà đạp con lên trên
đám cỏ phủ sương mờ. Tội gì con ơi, khi lứa tuổi tôi còn thơ, ba nhà đưa môi hôn chán con yêu ra lần, hút về lần cuối trước khi ra con suốt đời. Sẽ có cái bản này, nên là có câu là thua biển đảo lúc giờ lúc sập bắt Hà Đế Kinh ấy. Thì hai chấm sồ vô Hà Nội thôi là bản này tặng cho Hà Nội lần này. Bà mẹ đấu thương như muối đổ đổ trong lòng, trải dạp ơn con qua những cằn cằn lầm mơ, và người con yêu đã chết trên tay lúc nào xót xa và ao trắng hôm nay hòa máu đào. Ai ai đó giết con tôi, ai cướp con ôi thương lời nói tôi thầm hàm bao đợt đâu giờ mẹ con đang gặp nhau. Bà đợt bóng lên trên đám cỏ phố phường mờ, tội gì con ơi khi lứa tuổi tôi còn thơ, ba nhà đưa môi hôn chán con yêu ra lần hút về lần cuối trước khi ta còn suốt đời. Ba nhà đưa môi hôn chán con yêu ra lần hút về lần cuối trước khi ta còn suốt đời. Ok rồi, mời cả hai đứa bụng ăn uống.